Thông vệ tinh không chương 592, La Phong chiến mạc lạc. La Phong cảm giác chung quanh trời đất biến ảo, sau đó chân mới đạp lên mặt đất. Hả? La Phong nhìn quanh bốn phía. Đây là một thế giới hoang vu, liếc mắt nhìn thấy nếu không phải là những hố to, thì là những hòn núi hoặc cao hoặc thấp màu đỏ sậm chập trùng. Nhìn ra phía trước xa xa. Liếc mắt có thể thấy tinh không vô hạn, thậm chí còn có thể thấy một tinh cầu cách rất gần trong vũ trụ. Dưới hoàn cảnh tinh cầu này, cảm giác thấy không khí vô cùng loãng. Phỏng chừng không có sinh mạng nào có thể sinh sôi. Trọng lực tinh cầu chỉ bằng 2 phần 3 trọng lực địa cầu. La Phong trong nháy mắt đưa ra phán đoán. Trên tinh cầu hoang vu, mặt chiến y màu đỏ sậm, La Phong vác trường côn màu vàng sậm, chân đạp ám vân thoa, trong nháy mắt xé gió bay lên. Hắn. Ở phương hướng kia la phong có thể rõ ràng cảm ứng được xa xa có một khí tức cường đại lúc này chân đạp ám vân thoa nhanh chóng từ trên cao lướt trên những hòn núi hoang bay đến gần mục tiêu vài giây sau la phong phi hành nhìn xuống thấy một thân ảnh kim sắt đang đứng trên đỉnh núi một hòn núi hoang là hắn tốc độ la phong giảm xuống lập tức lơ lửng giữa trời la phong mạc lạc toàn thân được bọc kín trong chiến khải kim sắt trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết, thành viên của nguyên thủy bí cảnh mạnh hơn thái sơ bí cảnh, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Dám can đảm khiêu khích địa vị của thành viên nguyên thủy bí cảnh, đều phải bị đánh bại thảm hại. Mặt lạc tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng không còn khiêm tốn nhã nhặn như bình thường. Lúc này chỉ còn cơn điên cuồng giống như giả thú. À, phải không? La Phong cười lạnh nhìn thân ảnh kim sắc xa xa, người tiểu nhân vô sĩ mà cũng có khí thế nhỉ, là ngươi vô sĩ Mạc lạc gầm lên la phong sầm mặt lại mặt lạc tới nước này mà vô sĩ muốn ngụy trang nữa ra tay đi nếu không ngươi chẳng hề có một chút cơ hội nào đâu la phong lạnh lùng nhìn mặt lạc xa xa cùng vọng mặt lạc nhìn ra phía trước la phong trên bầu trời đạp ám vân thoa nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời trong nháy mắt bay thẳng lên trời vừa đạp một phát nhất thời dưới chân cả tòa núi hoang đều chấn động lập tức đạp đổ nát bấy. Vô số mảnh đá nhỏ vỡ vụn bắn tung ra bốn phương tám hướng, rồi lăn xuống. Mạc Lạc trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong. Nha ầm. Một quyền như một viên thiên thạch đang thiêu đốt, đến cả không gian chung quanh cũng sinh ra những luồng sóng gợn, trấn áp về phía La Phong. Còn La Phong đạp ám vân thoa, lạnh lùng nhìn tất cả. Khi Mạc Lạc dùng hết lực đấm một quyền tới, La Phong vốn đôi mắt lạnh giá, chợt hiện lên lệ mang một luồng ý thức quy áp đáng sợ ép thẳng lên ý thức quy áp sánh ngang với giới chủ giai đoạn đầu một cú ép lên tắc kim hỏa long cũng phải ngẩn ra ầm uhm. mặt lạc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cả quyền pháp ẩn chứa quy luật huyền diệu cũng bị ảnh hưởng vì thế ý thức quy áp sao đáng sợ như vậy chứ hắn rốt cuộc có gặp gỡ đặc thù gì vậy lại có ý thức đáng sợ như vậy ý thức mạnh cũng đại biểu cho linh hồn mạnh linh hồn mới là bản chất của sinh mạng linh hồn mạnh như vậy lại là tinh thần niệm sư nhất mạch không phải càng ngày càng mạnh sao không thể mặt lạc gầm mạnh một tiếng vẻ mặt dữ tợn đôi mắt đỏ ké ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào la phong la phong đi tìm chết đi mặt lạc phóng mạnh lên cao hai tay thành trảo một trảo đưa lên trước một hơi lùi về sau trong nháy mắt cả không gian chung quanh đều bị ảnh hưởng theo hai trảo trước ngực hắn từ từ biến ảo, nhất thời, xoẹt xoẹt xoẹt. Lực quy luật bản nguyên chung quanh đều bị ảnh hưởng. Ầm ầm bề ngoài thân thể mạc lạc xuất hiện một cái ảo ảnh mảnh thú dài ước 30 thước có bốn vó. Cả con mảnh thú này vô cùng rắn chắc, hoặc nhìn hơi cùng loại với lan sói, chỉ là trên trán con mảnh thú kỳ dị này còn có hai sừng đen. Hắn có hai trảo, cả răng nanh của mảnh thú nữa, trống mạc lạc vẻ mặt dữ tợn, bay vút lên trời, áp sát La Phong. Trên trời cao, La Phong nhìn xuống mặt lạc phía dưới đang vọt tới, lộ ra nụ cười lạnh, quát khẽ một tiếng, thế giới kiếm. Trường cung màu vàng sậm sau lưng nhất thời bắn ra ngàn vạn kim quang, vô số tiểu kiếm kim sắc bắn ra ngàn vạn sợi tơ kim sắc, mỗi một sợi tơ đều vô cùng tinh tế. Trời đất chung quanh chợt biến đổi, biến thành một khoảng thế giới mênh mông tràn ngập vô số kiếm khí. Thế giới kiếm Trống Ký thế mạc lạc dân tận trời, lao về phía La Phong. Chết đi cho ta La Phong lạnh lùng nói. Nhất thời trước người La Phong bắt đầu ngưng tụ liên tiếp những dòng kiếm khí màu vàng kim nhạt. Khi dòng kiếm khí đầu tiên ngưng tụ thành công, nó lập tức nhanh chóng bắn về phía mạc lạc. Theo sát phía sau là kiếm khí màu vàng kim nhạt thứ hai. Theo sát là sợi kiếm khí thứ ba đang trong quá trình ngưng tụ. Trò đùa mạc lạc gầm lên, móng phải lướt ngang khiến cho cả ảo ảnh con mảnh thú tựa như mở toan cái mồm to như chậu máu. ầm, uhm. Móng phải chọc thẳng vào kiếm khí màu vàng kim nhạt, cả ảo ảnh con mảnh thú khẽ rung lên, nhưng kiếm khí là hoàn toàn tan vỡ. Ha ha, ta tất thắng. Trong mắt mạc lạc có vẻ điên cuồng, như bình thường, hắn có lẽ sẽ rất khiêm tốn nhã nhặn và tỉnh táo, nhưng lúc chiến đấu, hắn chính là một con giả thú sống lâu, không có một chút nhân tính. Hả? Mạc Lạc biến sắc. ầm, sợi kiếm khí thứ hai tấn công. Mạc Lạc vội một lần nữa chống cự. ầm, sợi kiếm khí thứ ba tấn công. Sợi kiếm khí thứ tư tấn công. Sợi kiếm khí thứ năm. Như những viên đạn được bắn liên tục, một đợt tiếp theo một đợt. Mạc Lạc thi triển tuyệt chiêu, liên tục liều mạng ngăn trở bốn sợi kiếm khí. Hắn dùng một chiêu gắn kết quy luật bản nguyên hệ một cùng quy luật bản nguyên hệ hỏa rồi cả quy luật không gian, hình thành ảo ảnh mảnh thú hoàn toàn tán loạn. Khi ảo ảnh mảnh thú tán loạn, hắn đương nhiên rốt cuộc không đỡ được nữa. Phốt Sợi kiếm khí thứ năm bắn thủng bàn tay mạc lạc, sau đó bắn thủng ngực. Lộ ra một lỗ máu nhìn thấu qua. Đồng thời lực công kích ẩn chứa cũng làm cả người mạc lạc rơi mạnh xuống. Phốt 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 Phía sau những sợi kiếm khí khác liên tục oanh kích vào trên người mạc lạc, cũng làm cho mạc lạc không ngừng rơi xuống. Không. Mạc lạc đôi mắt đỏ ké, khóe miệng đầy máu tươi. Phốt. Một sợi kiếm khí bắn thẳng vào mặt, hủy diệt thẳng thức hải. Ầm. Uhm. Thi thể mạc lạc đầy lỗ thủng rốt cục bị đánh lọc xuống mặt đất hoang vu tinh. Chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung động, trên đó xuất hiện một vòng tròn đường kính ước chừng vài chục km. Thi thể mạc lạc rơi ở giữa vòng tròn này thế giới kiếm cũng đã tự động tán ra, vô số kim quang bay trở về trường côn màu vàng sậm phía sau La Phong. La Phong từ từ hạ xuống, nhìn xuống thi thể rách nát tả tơi của mạc lạc nằm giữa vòng tròn, thực lực của ngươi cũng chỉ mạnh hơn bá lan một chút thôi. Nếu ta đồng thời khống chế ba hoặc bốn sợi kiếm khí là có thể thẳng đánh chết ngươi ngay. Nhưng ta không làm như vậy, từng sợi kiếm khí lần lượt đánh ra, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Trận chiến thứ hai, La Phong đấu với Mạc Lạc, La Phong thắng. Chiến tích hai thắng không hòa không thua. Vèo. La Phong được truyền tống ly khai luôn. Lúc tư cách chiến thái sơ bí cảnh, La Phong đã phát hiện ra mình mạnh hơn tác kim hỏa long, cách ni nam rất rất nhiều. Trước khi chưa nhận truyền thừa, hắn đã không thua gì bọn họ. Còn đề cao chấn phúc niệm lực trên 20 nhiều, quả là có thể quét ngang mấy người đó dược tề sư ngu phong khó đối phó là vì một vài thuốc men thần bí hắn luyện chế ra thuốc men rất đặc thù người có thực lực mạnh không nhất định không chống cự được người có thực lực kém hơn chỉ là nói người có thực lực mạnh về mặt xác suất có năng lực chống cự cao hơn thôi ngoại trừ dược tề sư ngu phong rất khó đối phó mình cũng chỉ không nắm chắc khi đối phó với lan nhân thắc la phu bá lan hơi triển lộ một bộ phận thực lực là giải quyết được để tỏ vẻ tôn trọng la phong không triển lộ quá nhiều nếu không hắn quá khi dễ người ta mạc lạc chính là hắn muốn bắt nạt hắn trong mật thất u tĩnh, mạc lạc cuộn tròn như một con mèo ngếch đầu thất vọng thì thào sao lại như thế lại thua trận mà không hề có sức phản kháng bị những lũ sợi kiếm khí liên tục bắn tới đánh chết hắn đã làm được việc có thể đồng thời ngưng tụ bốn năm sợi kiếm khí rồi tiến bộ của hắn sao lớn tới như vậy. Lúc trước hắn đánh với tác kim hỏa long mới chỉ ngưng tụ có một sợi kiếm khí. Hơn nữa hắn mới vừa vượt qua thông thiên kiều tầng thứ bảy không lâu mà, vượt qua thông thiên kiều tầng thứ bảy, mới sáu năm thôi, sáu năm. Mặt lạc sắc mặt thống khổ nhắm hai mắt, thấp giọng nói, sáu năm mà sao tiến bộ lớn tới như vậy. Bá Lan vượt qua thông thiên kiều tầng thứ bảy mặc dù chỉ có 2 năm, nhưng theo tư liệu mà ta thu thập, ta cũng xem một vài video khi hắn tham gia thiên tài chiến, rất hiển nhiên khi đó thân pháp của hắn đã có thể xuất hiện trên vạn huyễn thân. Chỉ nói về quy luật không gian, thì khi đó hắn cũng rất đáng sợ rồi. Hắn chỉ là luôn luôn muốn thời không kim tu. Thời gian lại kéo quá dài, do đó tiến bộ một mạch rất chậm. Hắn bây giờ chủ tu quy luật không gian, nhất thời gần 200 năm tích xúc tiềm lực, bây giờ bộc phát, rất nhanh vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7 rất nhanh đã lĩnh ngộ ra, đem một vài tích lũy gần 200 năm hoàn toàn hóa thành thực lực. Ta giải thích được tại sao thực lực của hắn tiến bộ kinh người. Nhưng La Phong thì sao, trong vũ trụ mênh mông, tất cả đều có nguyên nhân, không thể không hiểu có lý do gì mà cả trở nên mạnh lên. Mạc Lạc nhắm hai mắt đau đớn thống khổ cuộn tròn, không ngừng thấp vọng thì thào. La Phong khi còn thiên tài chiến, thực lực rất yếu, nhưng hắn luôn tiến bộ mỗi một lần tích lũy đều lập tức hóa thành thực lực, căn bản không hẳn là có được tiến bộ đột nhiên tăng mạnh như vậy. Trước cuộc là tại sao, tại sao? Mạc Lạc cuộn tròn trong tỉnh thất, mở bừng mắt, hai tay hai chân chống đất, đôi mắt ánh lên tơ máu, mặt lộ vẻ dữ tợn. Ha ha, thua rồi, thua. Ta thua trận này, cũng thua cả tranh đoạt chiến. Ta bị đào thải vào Thái sơ bí cảnh rồi. Ta bị đào thải rồi. Mạc Lạc ngồi trên mặt đất vô lực, cả người xoay lại hoàn toàn nằm dài trong tỉnh thất. Hắn vừa nói vừa chảy nước mắt, giống như một tên điên. Tranh đoạt chiến sáu người, nhưng lại chỉ có một suất, chỉ có người mạnh nhất mới có thể tìm được suất kia. Do đó chỉ cần thua trận một trận là không còn hy vọng, hồi lâu sau. Mạc Lạc lại bò lên, như một con lan sói lặng lẽ liếm vết thương, đã hoàn toàn khôi phục, trong đôi mắt có chỉ giả tâm vô tận, chỉ bị tạm thời đào thải vào thái sơ bí cảnh thôi. Còn có tư cách chiến lần sau. Không chỉ là cấp vũ trụ, còn có cấp vực chủ nữa. Ta Mạc Lạc nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, không có ai có thể cản đường ta đi, không có. Mạc Lạc thấp giọng gầm gừ. Mạc Lạc lúc này căn bản không biết, La Phong sở dĩ có thực lực tăng vọt như vậy, chính là vì một cước của hắn lúc trước. Một cước của hắn, vốn định diệt trừ một uy hiếp nhưng lại bồi dưỡng cho La Phong, làm La Phong trở thành trở ngại lớn nhất của hắn. Tư cách chiến cấp vũ trụ tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định mỗi trăm năm tổ chức một lần. Mỗi lần tư cách chiến, cái hấp dẫn nhất không nghi ngờ gì chính là được xem tranh đoạt chiến xuất nguyên thủy bí cảnh. Đầu tiên mỗi một lần tư cách chiến, vẹn vẹn chỉ có một suất nguyên thủy bí cảnh cho những thiên tài tranh đoạt. Tiếp theo chỉ cần bốn chữ nguyên thủy bí cảnh cũng đủ để làm cho tất cả những thiên tài trung tâm phải cùng nhiệt xem thắng tuyệt đẹp khi la phong càng vu vũ trụ quốc lại chiến thắng rồi chiến tích lần này hắn đã có ba thắng không hòa không bại rồi vũ tương sơn khu công cộng trong một nhà hàng không ít thiên tài đang đều mở một màn hình trên màn hình đang truyền cảnh quyết đấu giữa la phong với lũng vân cả đám cao giọng thảo luận đối với những thiên tài mạc thế bí cảnh thiên địa bí cảnh tham gia tư cách chiến xuất tranh đoạt chiến nguyên thủy bí cảnh tuyệt đối là thuộc loại quyết đấu đỉnh cao rồi Đương nhiên mỗi người đều rất chờ mong, muốn xem thử ai có thể vượt qua Long Môn. Trận quyết đấu này trước khi bắt đầu, cơ hội 100% thành viên Hạch Tâm Môn đều nhận định La Phong tất thắng không thể nghi ngờ. Còn kết quả cũng như mọi người sở liệu. La Phong chiến thắng với tư thái đơn giản lưu loát. La Phong đánh bại Lũng Vân, căn bản không cần phải thi triển ra thế giới kiếm. Chỉ cần một cái kim trụ tô tem, phỏng chừng cũng đã dùng được lũng vân thua hắn rất xa lần này trong tư cách chiến trong sáu người tham gia tranh đoạt chiến thì người yếu nhất chính là lũng vân la phong vừa rồi thật ra là quá coi trọng lũng vân các ngươi biết gì la phong và lũng vân đều là những thiên tài cùng một lần thiên tài chiến nên có tình cảm có lẽ bình thường vẫn là hảo hữu đã trăm phần trăm chiến thắng cho đối phương thể diện một chút cũng xem như có phong độ bên cạnh bàn ăn một thanh niên gia bạc tóc cuộn mấy trăm bím tóc nói bên trong nhà hàng nhất thời những người khác đều lên tiếng bàn luận lần tranh đoạt chiến tư cách chiến này trong sáu người này cũng chỉ có hai người chưa bại thôi la phong và khắc la phu chưa hề thua lần này vào nguyên thủy bí cảnh hẳn là một trong số hai người bọn họ mọi người nói xem cuối cùng ai sẽ tiến vào nguyên thủy bí cảnh trong nhà hàng nhất thời còn náo nhiệt hơn đủ mọi thiên tài đến từ các tộc quần nhân loại vũ trụ các quốc gia vũ trụ đều thảo luận liên tục. Nhưng hiển nhiên tuyệt đại bộ phận đều xem trọng lan nhân khắc la phu hơn. Ngồi ở vị trí trung ương nhà hàng, một nam tử mập mạp kinh người, có cái mồm to như chậu máu, cặp mắt đỏ, cười khẩy một tiếng, la phong. Chắc chắn thua khắc la phu. Huống chi, e rằng đến cả ngu phong cũng gặp trở ngại đó. Trận thứ tư của la phong, hắn gặp dược tề sư ngu phong. Dược tề sư ngu phong, bên trong nhà hàng trong nháy mắt đều yên lặng lại. Đây tuyệt không phải là ngu phong có sức uy hiếp bao nhiêu, mà là, dược tề sư, hàm ý chức nghiệp này đại biểu cho một ý nghĩa mà đám những thiên tài này không thể không ấn lạnh. Ba trận ba thắng. Bây giờ bá lan, lũng vân, ngu phong, mạc lạc đều đã từng bại. Cũng chỉ có mình và khắc la phu chưa bại. Phải thắng ngu phong. Sau khi đánh bại ngu phong, ta xem như bốn thắng liên tục la phong thầm nghĩ đến lúc đó chính là thời điểm phân thắng bại với khắc la phu thua trận sẽ ở lại thái sơ bí cảnh thắng được vào nguyên thủy bí cảnh ngu phong la phong ngồi trước bàn viết laptop nhìn màn hình trước mắt trên màn hình đang có vô số tư liệu có liên quan tới dược tề sư kỳ thật nhân loại trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều lộ tuyến tiến hóa theo đường trẻ vũ giả và tinh thần niệm sư chỉ là một con đường cơ bản nhất lớn nhất còn có một vài người chuyên tâm khống chế những con rối, gọi là khôi lỗi sư, hoặc các tuần thú sư cường đại dùng mảnh thú để chiến đấu, hoặc dược tề sư nghiên cứu các loại vật chất kỳ dị trong vũ trụ, đây đều các chức nghiệp thuộc loại có thể lấy yếu thắng mạnh. Tỷ như giả thiết có thể thuần phục một con mảnh thú siêu cường, tự nhiên thực lực cũng siêu cường. Nhưng trong vũ trụ việc phát triển theo lộ tuyến cửa lệch cũng có vài người là cường giả. Hơn nữa nó gập ghềnh hơn. Rất nhiều cửa lệch đi theo con đường không cảm ngộ quy luật mạnh lắm. Nhưng cửa lệch tuyệt không phải là vương đạo. Tỷ lệ thất bại trên 99.99999%. 99 có thể nói, có thể quật khởi từ con đường cửa lệch là việc quá khó. Dược tề sư, có thể nói là nhân viên nghiên cứu trong vũ trụ. Họ nghiên cứu đủ loại vật chất kỳ lạ trong vũ trụ. Nghiên cứu các loại vật chất có tính bất đồng, phân tích nghiên cứu sau đó dựa theo ý nghĩ của mình mà tiến hành các loại thao tác trường trà, cuối cùng chế tạo ra thuốc men với phù hợp mình. Những thuốc men vạn hình trăm thái, có lẽ là dạng phấn, có lẽ là dạng hạt, có lẽ là một đóa hoa, có lẽ là một thân cây, thậm chí còn là một thanh đao, tóm lại, thuốc men của dược tề sư rất quỷ dị khó lường. Về phần uy lực cũng mạnh yếu khác nhau. Vì sinh mạng tiến hóa, cường giả cấp vũ trụ có thể chiến đấu trên bạch khoải tinh coi thường những tia vũ trụ hoặc từ trường siêu cường nhiệt độ siêu cao siêu trọng lực có thể nói lực sinh mạng họ cực kỳ ương ngạnh do đó muốn thông qua thuốc men thương tổn tới cường giả là một việc cực khó nhưng cuối cùng cũng có người thành công có lẽ mổ một dược tề sư cấp vũ trụ nếu may mắn có thể chế tạo ra thuốc có thể uy hiếp cả thần linh bất hủ những việc này trong lịch sử vũ trụ cũng đã có rồi Đương nhiên việc này rất hiếm và quá gian nan. Cho dù biết phương pháp chế tạo, chỉ cần dựa theo từng bước đi làm, cũng rất khó làm thành công. Chế thành thuốc men liên quan rất nhiều thứ phức tạp. Thậm chí còn có thuốc men vội bản thân người sáng tạo giả cũng không thể làm lại một lần nữa. Dược Tề Sư nói một câu, nghiên cứu chế tạo thuốc men tính cho chiến sĩ vũ trụ, giống như trong những bí cảnh vũ trụ, có những diễn biến tự nhiên sinh ra sương mù mà đến cả thần linh bất hủ cũng có thể bị ngất tới hôn mê loại sương mù này chính là thuốc men thiên nhiên chỉ cần nghiên cứu ra rồi có phương pháp chứa đựng phóng thích có thể dùng để chiến đấu rồi nhưng việc sử dụng rất nguy hiểm và khó khống chế lợi hại của dược tề sư ở chỗ thuốc men la phong nhíu mày lần trước ta thắng hắn không có nghĩa là lần này cũng có thể thắng phải luôn cảnh giác la phong Trận thứ tư chiến đấu dành tư cách nguyên thủy bí cảnh của ngươi đã bắt đầu, đối thủ là Ngô Phong. Thanh âm hệ thống vũ trụ giả định vang lên bên tai La Phong, trong nháy mắt có một lực lượng cuộn tới La Phong. Vù La Phong đã bị truyền tống đi chiến trường. Trong một phòng thí nghiệm cực lớn, chiếm diện tích trên 3 vạn mét vuông, chia làm các khu thực nghiệm cơ giới, khu sinh vật thí nghiệm, khu năng lượng, khu đào tạo, rất nhiều khu vực, chỉ cần các loại dụng cụ để sử dụng, cũng đã trang bị trên trăm vạn loại. Chỉ thấy Ngô Phong trong mắt có vẻ kích động chờ mong, niệm lực đang khống chế cố ghép thuốc men. Ý thức uy áp của La Phong rất kinh người, do đó bình thường khi dùng để đối phó với tinh thần niệm sư có linh hồn cao thì việc thẩm thấu thuốc men thì hiệu quả ngược lại rất kém. Vậy, chỉ có thể thông qua thân thể làm ảnh hưởng tới linh hồn. Đã thất bại lần thứ 1892 rồi. Lần này phải thành công. Ngu Phong lấy ra những vật liệu thuốc men cơ bản nhất. Ngư tinh số ít ít ít, sau đó nhanh chóng tiến hành phân phối. Kỳ thật từ lúc tư cách chiến bại dưới tay La Phong, hắn đã nhanh chóng hiểu được lần trước chiến lược mình sai lầm ở đâu. Dựa theo hắn thôi chắc, với ngư tinh số 19, hẳn là có thể phối ra hiệu quả thuốc men mạnh hơn. Trước trận đấu, hắn dùng ngư tinh số 18 thành công đánh bại bá lan. Bây giờ hắn cần nghiên cứu chế tạo ra ngư tinh số 19 chỉ có 0.0001 giây, bỏ lâu hơn một chút là tự nhiên bốc hơi hết, ngu phong không có hề do dự, tiếp tục hoặc nhanh như thiểm điện, hoặc chậm như gió nhẹ hiu hiu. Việc điều phối thuốc men cũng cần hòa nhập cả nguyên lực, thậm chí cả niệm lực. Dược tề sư khi làm thuốc men căn bản cũng không dám làm bậy. Vì không cẩn thận dùng thuốc men, có thể chính mình sẽ trúng chiêu. Xoẹt. Đột nhiên không khí phía trước xuất hiện một màu hồng sau đó sắc hồng dần dần trở nên nhạt đi, cho đến lúc trở nên vô sắc, tựa như không hề có gì cả. Đồng thời viên cầu trong trên phòng thí nghiệm tối sầm lại, trong nháy mắt viên cầu biến thành viên cầu sắc hồng. Rốt cục cũng thành công. Ngu Phong đưa tay bắt thẳng lấy viên cầu sắc hồng. Trong sự thật, ta sớm đã chế tạo thành công ngư tinh số 19 rồi. Nhưng quy của hệ thống vũ trụ giả định rõ là phiền phức. Ngu Phong lắc đầu. Vũ giả, Tinh thần niệm sư cần các loại binh khí chiến giáp là có thể lấy trực tiếp. Nhưng dược tề sư lại phải yêu cầu đủ loại thuốc men, chỉ có thể yêu cầu lấy đủ các loại nguyên vật liệu, hơn nữa giá vật liệu còn hạn chế bằng đơn vị hỗn nguyên. Muốn sử dụng thuốc men gì, phải chế tạo trong vũ trụ giả định mới có thể dùng. Nếu không không cho phép dùng. Đây cũng để phòng ngừa việc họ làm càng, ngu phong, trận chiến đấu thứ tư dành tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh của ngươi bắt đầu. Đối thủ là La Phong. Thanh âm hệ thống vũ trụ giả định vang lên bên tai hắn. Điều này làm Ngu Phong thở vào một hơi, vừa vặn chế tạo ra thuốc men số 19, thì khoảnh khắc sau trận chiến đấu đã bắt đầu, đích xác vận khí hắn quá tốt. Vèo. Ngu Phong cũng bị truyền tống đi. Gió rít lên như quỷ gào. Các bổng đầy trời, cả thiên địa một khoảng mênh mông. La Phong mặc chiến y màu đỏ sậm đang đứng giữa không trung, mặc cho bão các đầy trời, nhưng đến cả tóc của La Phong cũng không thể thổi tung. Người mới Một bóng đen xuất hiện từ xa xa, đứng trên không, sau đó dưới chân hắn cũng xuất hiện một phi dực, La Phong đạp ám vân thoa, nhìn ngu phong bao phủ trong hát bào. Chỉ có thể thấy cặp mắt vô cùng tỉnh táo của ngu phong. Bất kỳ một dược tề sư nào cũng vô cùng tỉnh táo, lại có thể nói là cực độ cùng nhiệt, nếu không căn bản không thể chịu nổi những thất bại liên tiếp trong quá trình nghiên cứu. Lần trước ngươi thắm, ta lúc đó đã nhắn tin cho ngươi. Nói lần sau ngươi sẽ không hạnh vận như vậy. Trong thanh âm ngu phong ẩn chứa vẻ kích động, đích xác, ngay trước trận này, ta vào thời khắc cuối cùng rốt cục cũng điều chế được thuốc men thứ 19, đây là hạnh vận của ta, cũng là bất hạnh của ngươi. Đừng nói nhảm. Trong mắt La Phong có chút hưng phấn. Dược tề sư. Hắn có quá ít kinh nghiệm giao thủ với dược tề sư. La Phong cũng hơi chút tôn kính chức nghiệp dược tề sư. Dược tề sư có thể xuất đầu, ai nấy đều là những nhân vật tài ba. Đánh đi. La Phong gầm lên một tiếng. Ầm. Nhất thời ngàn vạn kim quang bắn ra bốn phía, chung quanh bão các đầy trời, trong nháy mắt biến ảo, hóa thành thế giới vô tận kiếm khí, thế giới kiếm khí trắng xóa một khoảng, vô số kiếm khí như những con cá bốc lên. Còn La Phong chính là thần của thế giới kiếm. Chúa tể duy nhất. Ngưng. Trước mặt La Phong trong nháy mắt đồng thời ngưng kết năm kiếm khí màu vàng kim nhạt, mỗi một sợi kiếm khí đều lóe ra mũi kiếm. Ha ha ha. Ngô Phong ngẩng đầu cười to, đồng thời vô số sợi tơ màu đen từ trên người hắn bắn ra bốn phía. Đồng thời niệm lực của Ngô Phong cũng khống chế vô số sợi tơ hình thành thiên la địa võng quấn thẳng quanh La Phong. Đi la phong vừa muốn khống chế kiếm khí nhưng đột nhiên cảm giác thấy toàn thân đau đớn vô tận đau đớn mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn trong phạm vi la phong chịu được nhưng loại đau đớn này lại nhanh chóng kéo dài đến đầu la phong đến cả não bộ thần kinh cũng bị thẩm thấu từng cơn đau đớn tỏa ra giống như vô số con kiến cắn xé ý nghĩ hắn cho dù là những thiên tài cấp vũ trụ nếu ý chí không đủ kiên định thì căn bản không chịu nổi tiếp theo mà cũng là quan trọng nhất chính là thức hải thức hải ở sâu trong não bộ linh hồn cường giả cấp vũ trụ chính là ở trong thức hải trong mạng vũ trụ giả định mô phỏng ra thân thể tự nhiên cũng thuộc loại thân thể rất bình thường do đó trong mạng vũ trụ giả định nhược điểm yếu hại của la phong cũng là ở thức hải đau đớn tràn ngập não bộ thần kinh hoàn toàn lan đến tới tận thức hải làm bản thân thức hải cũng rung động Số 19 không gây đau đớn thân thể quá lớn, nhưng lại tăng cường ảnh hưởng tới não bộ thần kinh. Mức độ ảnh hưởng đạt tới mức nhất định, đương nhiên có thể ảnh hưởng tới thức hải. Thức hải bị ảnh hưởng, thực lực một tinh thần niệm sư khẳng định sẽ hạ xuống. Ngu Phong đứng trên phi dực xa xa, sáng mắt lên, từ xa chỉ thẳng vào La Phong. Chết đi! Nhất thời, vô số sợi tơ như những lưỡi dao sắc hung ác quật vào La Phong dù là thiên tài như vậy, nhưng thân thể này cũng chỉ là thân thể mà công ty vũ trụ giả định mô phỏng một thân thể cấp vũ trụ bậc chính bình thường. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đối mặt với những sợi tơ phủ kín cả trời đất đang phóng tới, La Phong mắt lạnh như băng. Trấn. Ý chí cường đại làm linh hồn vững như tảng đá. Cho dù thức hải trung chuyển, nhưng ý chí vẫn cưỡng ép ý thức khống chế niệm lực. Cũng như một đội quân trước bảo tố, một tướng quân thật sự bằng vào năng lực mà có thể chỉ huy một đám lính ổn định lại đồng thời hắn cũng khống chế nguyên lực niệm lực điên cuồng xua đuổi những độc tố thẩm thấu vào trong cơ thể mặc cho trời đất hủy diệt cũng đừng mơ tưởng rung chuyển được ta an la phong chân đạp ám vân thoa hóa thành một luồng ảo ảnh nhanh chóng né tránh đồng thời khống chế cả thế giới kiếm ép lên ảnh hưởng tới vô số sợi tơ màu đen đồng thời đôi mắt lóe sáng quát ngu phong chết đi ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. năm mũi kiếm kiếm khí màu vàng kim nhạt gần như trong suốt giống như năm cầu vồng kim sắc rạch nát bầu trời bắn về phía người áo đen xa xa đồng thời khi vừa bắn ra năm luồng cầu vồng cũng gắn kết với quy luật bản nguyên không gian vũ trụ nhất thời không gian chung quanh đều sinh ra những sóng gợn mắt thường có thể thấy được không gian kết hợp với bản thân thế giới kiếm hình thành hiệu quả áp chế vô cùng cường đại. Thế giới kiếm khí kinh người như vậy. Sao lại dễ dàng khôi phục lại như vậy? Ý thức ý chí đáng sợ tới đâu chứ? Ngu phong áo đen trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó có thể tin. Những mũi kiếm màu vàng kim nhạt, như tia laser, lần lượt bắn thủng thân thể ngu phong, máu tươi nhiễm đỏ cả hắc bào, thi thể hắn từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Trong mắt vẫn có vẻ khó có thể tin. Với tư cách là một người nghiên cứu chế tạo thuốc men, hắn hiểu rõ đặc tính của thuốc men, thậm chí hắn còn từng tiến hành thí nghiệm trong vũ trụ giả định, tự mình cảm thụ. Đến cả thuốc men số 18 mà bản thân hắn cũng không thể áp chế được ảnh hưởng của thuốc lên thân thể, chứ đừng nói là thuốc số 19. Nhưng La Phong lại áp chế được. Phốt! Thi thể rách nát rơi xuống trên sa mạc. La Phong đáp xuống một bên, trừ phi thuốc của ngươi có thể thông qua kích thích thần kinh não bộ làm thức hải ta tan vỡ nếu không không thể ảnh hưởng được ta vèo hệ thống vũ trụ giả định truyền tống la phong ly khai trận thứ tư của la phong đối chiến với dược tề sư ngu phong la phong chiến thắng chiến tích là bốn thắng không hòa không thua trong vũ trụ đích xác có thuốc men có thể thông qua kích thích thần kinh não làm thức hải tan vỡ có thuốc có thể đạt tới mức hủy diệt thức hải của cường giả cấp vũ trụ bậc chính, nhưng thuốc này chế tạo rất khó khăn. Hơn nữa cũng là cấm dược. Nếu có thể chế tạo hàng loạt, vậy trên chiến trường ngoài tinh vực những chiến sĩ cấp vũ trụ đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Vũ trụ, cuối cùng cũng rất công bình. Giao cho dược tề sư chế tạo ra những thuốc men rất có quyền lực nghịch thiên, cũng làm con đường dược tề sư vô cùng gian khổ gập ghềnh còn những thuốc men vô cùng nghịch thiên cũng nhất định rất khó có thể chế tạo số lượng lớn thậm chí nếu không phải là người chế tạo nhìn cơ bản không ai có thể sử dụng một cách an toàn ta thua trận có phải là do chiến lược của ta sai lầm ngu phong mặc áo bào trắng ngồi trong phòng thí nghiệm nhanh chóng suy tư lại nguyên nhân chiến đấu thất bại lần này hắn là tinh thần niệm sư thủ đoạn công kích là niệm lực vậy ta cho dù có thương tổn thân thể hắn tới đâu đi nữa thì với ý chí vẫn có thể thông qua niệm lực thi triển diễn thần binh chiến đấu với ta. Do đó về cơ bản thì con đường của ta là đúng. Phải làm ảnh hưởng tới việc hắn thi triển diễn thần binh. Một là dựa vào thuốc men loại linh hồn. Nhưng lần trước ta đã sử dụng thuốc số 6, nhưng đã thất bại. Thứ hai có thể thông qua kích thích thần kinh não ảnh hưởng tới thức hải, về mặt sinh lý ảnh hưởng tới việc hắn khống chế diễn thần binh. Ngu phong nhíu mày suy tư sự suy nghĩ của ta không hề sai. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Thuốc của ta còn chưa đủ mạnh. Ngu Phong không còn suy nghĩ nhiều, lập tức nhẹ nhẹ điểm vào giữa không trung trước mắt. Giữa không trung hiện lên một màn hình cực lớn. Trên màn hình có những ký tự dày đặc. Ngu Phong lại đắm chìm vào việc nghiên cứu thuốc men. Dược tề sư rất cô độc, cũng phải chịu được sự cô độc này. Song vũ trụ mênh mông, chủng tộc sinh mạng cũng vô số kể, chứ đừng nói là đủ loại vật chất khác nhau như thực vật chỉ cần gọi tên thực vật trong vũ trụ cho dù gọi một ức năm cũng không gọi xong tất cả thực vật tồn tại trong vũ trụ các loại thực vật kim loại chất lỏng khí thể trong vũ trụ có thể phát hiện ra rất nhiều bất luận là hành tinh hành tinh hắc động thậm chí các loại vi sinh vật tất cả đều đã những thứ mà dược tề sư có khả năng phân tích Giả thiết một dược tề sư có thể thông qua phương pháp chế xuất ra một hắc động. Vậy hắc động đó cũng có thể xem như một loại thuốc men. Đương nhiên chỉ là miêu tả quá ghê gớm thôi. Trước mặt hắc động, đến cả không gian vũ trụ cũng phải nát bấy. Đến cả thần linh bất hủ cũng bị trọng lực ép nát bấy. Chế tạo hắc động. Lộ tuyến dược tề sư ít nhất cho đến nay vẫn còn chưa có người nào làm được. Vũ trụ vô tận mênh mông, đời đời dược tề sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng các dược tề sư vẫn rất ít, có vô số lộ tuyến có thể tiến lên. Có lẽ có một ngày, sẽ có một dược tề sư có phát hiện kinh người. Thắng La Phong đánh bại dược tề sư Ngu Phong, đạt được 4 trận thắng liên tục. Còn Khắc La Phu cũng hoàn thành trận thứ tư đánh bại Lũng Vân. Như vậy, La Phong, Khắc La Phu đều có 4 trận thắng ngàn vạn thành viên hạch tâm ở Vũ Tương Sơn trong công ty vũ trụ giả định đều đang chú ý tới trận sắp tới. Đến cả một vài thành viên hạch tâm cấp vực chủ, cấp giới chủ cũng đều chú ý tới trận này. Vì rất nhiều tranh đoạt chiến, chỉ tiến hành tới một nửa thì đã xác định được ai đạt được suất này rồi. Nhưng lần này, một mạch tới trận cuối cùng mới có thể công bố. Tiểu tử càng vu vũ trụ quốc này vừa mới gia nhập vào công ty vũ trụ giả định không bao lâu, mới 200 năm, lại có thể công kích vào nguyên thủy bí cảnh hãy nhìn video thắc la phu thật ra rất mạnh la phong sau khi đánh bại ngu phong cũng một mình lặng lẽ tĩnh tọa trước bàn viết liên tục bốn chiến bốn thắng làm hắn có cơ hội tiếp cận với nguyên thủy bí cảnh lan nhân thắc la phu một trận quyết định thắng bại đôi mắt con kim giác cự thú của la phong như phát cuồng la phong một thanh âm đột nhiên từ ngoài truyền đến làm La Phong giật mình vội nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Phòng khách dưới lầu, chân diễn vương mặt trường bào đơn giản kim sắc đã đứng đó. Sư phụ, La Phong vội cung kính hành lễ. Chân diễn vương cẩn thận nhìn La Phong, hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu, không tệ, lần này ngươi làm rất tốt. Đồ nhi còn chưa thể đi vào nguyên thủy bí cảnh được, còn một trận cuối cùng. La Phong lộ ra vẻ bất lực trận cuối cùng này đồ nhi cũng không nắm chắc được bao nhiêu ngươi làm rất tốt rồi chân diễn vương ngồi thẳng trên sofa nhìn la phong ngươi lần này có thể liên tục thắng bốn lần một là thắng bá lan chứng minh ngươi đã người ưu tú nhất lần thiên tài chiến đó hai là ngươi thắng thành viên nguyên thủy bí cảnh mạc lạc càng chứng minh thực lực ngươi đã là cấp nguyên thủy bí cảnh rồi ba là thắng ngô phong chứng tỏ rằng đến cả dược tề sư xuất sắc như vậy mà cũng không thể tìm được nhược điểm của ngươi la phong đứng một bên không dám kiêu ngạo chút nào chân diễn vương thấy thế không khỏi thầm than bình thường sư phụ dạy đệ tử là lo lắng đệ tử kiêu ngạo nhưng đệ tử hắn tự hồ luôn luôn rất khiêm tốn cho dù mình khen hắn hắn đều vẫn y như thế nhưng đồ nhi không nắm chắc đánh bại được khắc la phu La Phong lúc này tâm tư hoàn toàn đã chìm vào trận đấu thứ năm. Đánh bại. Chân diễn vương cười ha hả sang sản, tiếng cười làm cả phòng khách đều rung lên. Sư phụ. La Phong nghi hoặc hỏi. Ta chú ý tới tranh đoạt chiến của ngươi lần này. Do đó đã xem các video chiến đấu của khắc La Phu trên mặt chân diễn vương đầy vẻ tươi cười. Ta dám khẳng định, hắn bây giờ tuyệt đối có thực lực vượt qua tầng thứ 8 thông thiên kiều. Gì cơ? La Phong trợn tròn mắt. Thông thiên kiều tầng thứ 8 Thông thiên kiều càng lên cao, mỗi một tầng đều khó như lên trời. Trong tất cả thành viên hạch tâm cấp vũ trụ công ty vũ trụ giả định, chỉ có người mạnh nhất nguyên thủy bí cảnh, phỉ thác là vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. Phỉ thác là người duy nhất. Lan nhân khắc la phu, cũng có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. Lời này nếu do người khác nói thì la phong chắc chắn sẽ cho là đùa giỡn nhưng đây là sư phụ mình, bất hủ tiếp cận với vũ trụ quốc chủ, chân diễn vương nói. Ta đã xem lại video tư cách chiến lần trước của Khắc La Phu, lần trước hắn vẫn không mạnh tới như vậy. Thực lực hắn chỉ một hai trăm năm gần đây mới tăng vọt. Chân diễn vương ngồi đó, nâng chung trà lên, nhẹ nhẹ hớp một hơi. Thông thiên kiều tầng thứ tám, ngoại trừ phỉ thác, thành viên hạch tâm cấp vũ trụ cũng không có ai là đối thủ của hắn. La Phong trầm mặt. Tin tức sư phụ mang đến quả là rất đáng sợ. Ngươi đừng nhục chí, chân diễn vương cười nói, trận này của các ngươi cũng hấp dẫn các lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định. Lan nhân khắc la phu rất xuất sắc. Ngươi tiến bộ cũng rất kinh người. Do đó hai người các ngươi đều được trọng thị chú ý trận này nếu thua cũng là thua, tin rằng lần tư cách chiến tiếp theo ngươi có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh rồi. Lần này không được à. La phong hít sâu một hơi đúng thực lực mình đã xem như ở tầng thứ bảy đỉnh cao La nhân khắc la phu còn có thể hoàn toàn áp đảo mình đích sát hẳn có thực lực thông thiên kiều tầng thứ tám trận cuối cùng tranh đoạt chiến xem ra phải thi triển chiêu kia la phong trong lòng thầm nghĩ có lẽ có ba thành hy vọng chiến thắng mình trước giờ không thi triển chiêu đó một chiêu làm càng rất đáng ngờ vì vẽn vẹn chỉ dùng ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định nên những những thiên tài trong vũ trụ giả định khi chiến đấu với nhau, thì sử dụng thân thể do mạng vũ trụ giả định, mô phỏng ra một thân thể cấp vũ trụ bậc chính, tố chất thân thể mọi người đều giống như đúc. Vậy biện pháp có thể đề cao thực lực của La Phong là thông qua ý thức. Làm sao trở nên mạnh lên? Phân thân ma sát tộc là con cưng của quy luật không gian. Móng chân phải kim giác cự thú là ác chủ bài mạnh nhất, đến cả bản công người địa cầu cũng là huyết vũ giả nhưng không thể dùng được. Vì trong vũ trụ giả định, thân thể La Phong dùng một là thân thể bình thường. Cũng không có đặc thù của ma sát tộc, cũng không có lực huyết lạc. Vậy chiêu mà La Phong có thể nói là tăng gian, chính là Bí pháp thiên phú, cường hóa. Năm đó kim giác cự thú trên địa cầu từng bị đánh vỡ sọ, lúc đó kim giác cự thú đã nổi điên thi triển bí pháp thiên phú, cường hóa, chẳng những lực công kích tăng vọt, đến cả tốc độ phi hành cũng tăng vọt sau đó la phong đoạt xá từng cho phân thân kim giác cự thú thi triển bí pháp thiên phú cường hóa khống chế mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu quét ngang cả đội tinh anh của gia tộc nặc lam sơn thiên phú cường hóa là cường hóa mọi phương vị thân thể và linh hồn đều được cường hóa lên gấp đôi dưới trạng thái cường hóa tốc độ sức mạnh ý thức vân vân mọi thứ đều tăng vọt tăng lên gấp đôi cường độ ý thức tăng gấp đôi vậy La Phong khi tiến vào mạng vũ trụ giả định sẽ có cường độ ý thức tự nhiên có thể tăng lên gấp đôi đến lúc chiến đấu sẽ cho con kim giác cự thú trong thể nội thế giới ngoài trong đời thực thi triển bí pháp thiên phú cường hóa nhất thời nguyên hạch trong linh hồn sẽ được cường hóa ý thức trong nháy mắt mạnh lên gấp đôi ý thức cường đại đầu tiên làm uy lực của ý thức uy áp mạnh hơn tiếp theo việc khống chế diễn thần binh có thể phát huy thực lực mạnh hơn La Phong thầm nghĩ, ý thức quy áp mạnh hơn. Diễn thần binh mạnh hơn. Việc này làm thực lực La Phong tăng mạnh. Nhưng chiêu này, xem như việc ăn gian, rất đáng nghi. La Phong thầm nói, chiến đấu trong vũ trụ giả định, đều dùng tố chất thân thể giống nhau. Chủ yếu là để khảo nghiệm, cảm ngộ quy luật, quy lực của các bí pháp công kích, kinh nghiệm chiến đấu, vân vân. Còn ta thông qua kim giác cự thú thi triển thiên phú cường hóa, ý thức trở nên mạnh lên, làm gia tăng thực lực, xem ra thắng không ngay thẳng lắm. Nhưng, đặc thù của ta cũng có thể xem là một loại thực lực chứ. La Phong thầm nghĩ. La Phong xem ra định ăn gian, nhưng vì có thể thi triển bên trong vũ trụ giả định, nên hệ thống vũ trụ giả định cũng không cấm, nên không tính là ăn gian. Chỉ có thể xem như đáng nghi. Trong phòng khách, chân diễn vương thấy La Phong tự hồ suy nghĩ cái gì, liền cười phá lên đừng tạo cho mình áp lực thua cũng không phải chuyện lớn ai mà không có gặp vài trục trặc huống chi biểu hiện của ngươi lần này làm ta vô cùng hài lòng rồi còn khắc la phu thật sự đã mạnh hơn ngươi quá nhiều rồi ngươi thua cũng không ai nói gì đâu la phong khẽ gật đầu ngươi tĩnh tâm nghỉ ngơi bảo trì trạng thái đỉnh cao đi chân diễn vương đứng bật dậy nói mặc dù ngươi không hy vọng chiến thắng gì nhiều nhưng trận này thật ra cũng khiến cho rất nhiều người chú ý, đến cả một vài lãnh đạo cũng chú ý tới trận này. Do đó, thua cũng phải cố hết sức mới được thua, như vậy mới không có gì tiếc nuối. Dạ, sư phụ. La Phong gật đầu. Ừm, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Chân diễn vương gật đầu, lập tức ly khai mạng vũ trụ giả định. Thấy sư phụ rời đi, La Phong lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào cái bàn trước mắt lẩm bẩm nói, Khắc La Phu, bất luận làm sao, ta ít nhất cũng phải thể hiện thực lực mạnh nhất ra đối phó với ngươi. Ta không thể che giấu thực lực để dân xuất vào nguyên thủy bí cảnh cho ngươi được, ai là người chiến thắng cuối cùng, phải trông vào trận cuối cùng này thôi. La Phong lập tức nhắm mắt lại, lặng lẽ điều chỉnh tâm tính. Tâm tính đích xác có ảnh hưởng tới thực lực. Do đó tĩnh tâm bảo trì trạng thái đỉnh cao cũng là việc chuẩn bị rất trọng yếu. Khu Thái Sơ vu phong quả tạo cho ta một chút phiền phức nho nhỏ. Khắc La Phu ngồi trong quầy rượu của mình, trong đó để vô số các loại rượu và đồ uống, cầm một chén thủy tinh to, uống từng ngụm từng ngụm, trong mắt lại đầy vẻ chờ mong. Nhưng những người khác chẳng hề có uy hiếp gì tới ta cả. Tiểu tử La Phong đích xác có tiềm lực kinh người. Nếu không phải 100 năm trước, ta chấp hành nhiệm vụ tu luyện cấp nguy hiểm, đã phát hiện ra đại bí mật ẩn chứa trong nhiệm vụ này, làm ta có được một đại kỳ ngộ, do đó trên trăm năm qua, thực lực tăng lên về bản chất, thì e rằng ta chưa chắc đánh bại được hắn. Lan Nhân Khắc La Phu thầm nghĩ, hồi ức lại đại kỳ ngộ trước đó trên một trăm năm, hắn vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Đại kỳ ngộ đó làm hắn chính thức có cơ hội cuộc khởi. Bây giờ hắn thật ra có thực lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8 rồi, nhưng hắn không vội vàng xông lên thông thiên kiều vì hắn chuẩn bị đợi sau khi tư cách chiến chấm dứt mới xông lên thông thiên kiều cũng không muộn bây giờ đánh bại hắn không có một chút khó khăn nào cả trong mắt lan nhân khắc la phu lóe ra hào quang đầy giả tính lần này nếu có thể thành công tiến vào nguyên thủy bí cảnh vậy ta sẽ có thêm một lần cơ hội nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh còn có thể nhận nhiều nhiệm vụ cấp nguy hiểm hơn nữa phỏng chừng trong các nhiệm vụ cũng sẽ ẩn chứa những đại bí mật trận chói mắt nhất, mấu chốt nhất trong tư cách chiến, phần tranh đoạt chiến tranh xuất vào nguyên thủy bí cảnh, La Phong đối chiến khắc La Phu sắp bắt đầu. Trận này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, tất cả mọi người đều muốn xem cuối cùng rốt cuộc ai đạt được xuất vào nguyên thủy bí cảnh. Trong những người quan chiến, có một rất người đặc thù. Phong Từ Hân đang ngồi ở góc một ba rượu huyên náo, bên trong ba rượu đang lơ lửng những siêu đại màn hình tứ phía. Trên màn hình phát ra cảnh chiến đấu tranh đoạt chiến. Chỉ trận tranh đoạt chiến hấp dẫn nhất là phong đối chiến Khắc La Phu diễn ra, lập tức họ có thể thấy ngay. Trong ba rượu tiếng thảo luận ồn ào, hoặc là tán dương Khắc La Phu, hoặc là tháng phục La Phong nghịch thiên. Từ hân ngồi trong góc, lặng lẽ nghe nhóm người thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ thảo luận về trượng phu mình, không khỏi cảm thấy rất tự hào. Em tin rằng anh nhất định sẽ thắng. Từ hân thầm nhủ trong lòng. Bên tai La Phong đang lặng lẽ ngồi trên sofa đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. La Phong, trận thứ năm chiến đấu dành tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh của ngươi đã bắt đầu. Đối thủ là Khắc La Phu. La Phong trong nháy mắt mở tròn mắt, trong mắt có quyết tâm không thể ngăn cản. Vèo. La Phong bị truyền tống vào chiến trường. Trong đời thật, sâu trong ma sơn ở thái sơ bí cảnh, trên cầu thang truyền thừa của truyền thừa điện la phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong thể nội thế giới kim giác cự thú tựa như một sơn mạch khổng lồ màu đen đã đứng lên đôi mắt khổng lồ màu vàng sậm cũng có vẻ chờ mong nó đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời thi triển bí pháp thiên phú cường hóa một khi chiến đấu chính thức bắt đầu nó sẽ lập tức thi triển vũ trụ giả định tranh đoạt chiến la phong đối chiến với khắc la phu la phong cảm thấy trời đất biến ảo đó lại trở lại có cảm giác nhìn quanh thấy chung quanh là một khu rừng rậm nguyên thủy vô tận, không khí còn hơi ẩm ướt. Trọng lực ước chừng gấp 12 lần địa cầu. Nhiệt độ không khí chừng 82 độ. Trong lòng La Phong trong nháy mắt nổi lên những dữ liệu, chiến y ngoài thân màu đỏ sậm đã hình thành chiến khải hoàng mỹ từ lâu, đến cả đầu cũng hình thành mũ trụ, phía sau vác trường côn màu vàng sậm, trên cánh tay có màn hình cổ tay, trên màn hình hiện lên một vài tin tức tư liệu. La Phong nhìn quanh bốn phía, rừng rậm nguyên thủy không thấy tâm hơi gì. Vèo. La Phong nhanh chóng phóng lên cao, bay thẳng lên cao hơn một ngàn thước, lưu lửng trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy. Của người đâu? La Phong nhướng mày, cẩn thận cảm ứng. Hệ thống vũ trụ giả định bình thường khi truyền tống đều sẽ truyền song phương tới nơi khoảng cách tương đối gần. Cho dù cự xa một chút, bình thường cũng có thể bằng vào cảm ứng khí tức, cảm ứng được rõ ràng được vị trí nhưng lần này la phong lại phát hiện ra mình căn bản không cảm ứng được trong phạm vi nhất định chung quanh có một khí tức sinh mạng nào cả la phong đứng trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy gầm lên giận dữ khắc la phu ra đi ra đi ra đi ra đi thanh âm không ngừng vang vọng trong thiên địa sóng âm mãnh liệt công kích làm những cây cối trong phạm vi vài km chung quanh rừng rậm nguyên thủy đều đổ rạp một khoảng Vũ Tương Sơn khu công cộng. Rất nhiều nhà hàng, ba rượu, cùng với một vài chỗ ở của các thành viên hạch tâm, rất nhiều người đều mở màn hình ra quan kháng trận chiến đấu này. Ngu phong đối chiến mạc lạc, chiến đấu đang tiến hành, click vào xem để quan kháng tiếp sóng. Bá Lan đối chiến lũng vân, chiến đấu đang tiến hành, click vào xem để quan kháng tiếp sóng. La Phong đối chiến Khắc La Phu, chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, xin chờ đây là tin tức về ba tràng chiến đấu được tiếp sóng trên màn hình. Những thiên tài ở ngoài đều có thể dễ dàng thấy hai tràng, cả hai đều đã bắt đầu. Nhưng trận nhất hấp dẫn, mấu chốt nhất quan trọng nhất, La Phong đối chiến với Khắc La Phu thì vẫn chưa bắt đầu. Làm gì thế? Chiến đấu không phải ba trận chiến được bắt đầu cùng lúc sau, sao mà chiến đấu giữa La Phong và Khắc La Phu bây giờ vẫn chưa bắt đầu? Chuyện gì thế? Trong ba rượu nhốn nháo, vô cùng huyên náo từ hơn ngồi trong góc cũng nhíu mày nghi hoặc nhìn màn hình rất lớn trên màn hình hiển thị những văn tự vô cùng rõ ràng la phong đối chiến khắc la phu chiến đấu chưa bắt đầu xin chờ ngu phong thua mạc lạc thắng lũng vân thua bá lan thắng hai tràng chiến đấu đã chấm dứt nhưng trên màn hình chiếu trận chiến của la phong thủy chung chỉ có mấy chữ la phong đối chiến với khắc la phu chiến đấu chưa bắt đầu xin chờ có phải là màn hình có vấn đề gì không? Để ta xem cái của ta. Trong ba rượu, những thành viên Hạch Tâm vô cùng nôn nóng, ai nấy đều mở màn hình trước mặt giữa không trung, muốn nối vào xem trận giữa La Phong và Khắc La Phu. Trên màn hình cũng hiển thị những văn tự, La Phong đối chiến với Khắc La Phu, chiến đấu chưa bắt đầu, xin chờ. Chờ cái rắm ấy. Một trận mấu chốt nhất. Chuyện gì thế, đám thành viên Hạch Tâm vô cùng lo lắng. Từ hân cũng lo lắng. Bọn người ô tạp, Nhung Quân cũng vô cùng sốt ruột. Thậm chí đến cả sư phụ của La Phong, chân diễn vương, cùng với một vài lãnh đạo công ty vũ trụ giả định cũng có chút nghi hoặc. Ở vị diện chiến trường, trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy, La Phong nhìn quanh bốn phía. Chuyện gì thế, khắc La Phu sao còn không hiện ra? La Phong cau mày. La Phong. Thanh âm hệ thống vũ trụ giả định lần nữa vang lên bên tai La Phong. Xét thấy tràng thứ năm từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, ý thức vẫn khắc La Phu luôn chưa tiến vào mạng vũ trụ giả định, do đó không thể truyền tống tới được. Phán định Khắc La Phu đã đầu hàng. La Phong trợn tròn mắt. Đầu hàng, tranh đoạt chiến tổng cộng 5 vòng, mỗi vòng 3 tràng chiến đấu, thời gian đều cố định. Không thể vì một ai đó một mạch không vào mạng vũ trụ giả định, mà tranh đoạt chiến lại phải lùi lại. Đây là một việc tuyệt đối không thể xảy ra. Phàm là chiến đấu đã công khai thời gian từ trước, giả thiết một bên nếu không vào mạng vũ trụ giả định, thì bị phán định là bỏ cuộc, đồng thời bên kia tự động đạt được thắng lợi. Vì vậy, trận này, La Phong không đánh mà vẫn chiến thắng. Liên tục thắng 5 trận. Điểm tích lũy 5 điểm, tranh đoạt chiến trăm phần trăm đứng đầu. Sao lại như thế? la phong đang nghe truyện trên tv audio cv đứng trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy vẻ mặt phức tạp để đấu trận cuối cùng hắn đã chuẩn bị rất tốt liều mạng đem hết toàn lực chuẩn bị đánh một trận đánh hắn tuyệt không phải không có cơ hội thắng lợi cho dù thất bại la phong cũng sẽ thản nhiên đối mặt rất thống khoái ai có thể tưởng là cuối cùng lại có một kết cục như vậy vèo la phong được truyền tống thẳng ra khỏi chiến trường trong ba rượu trong vũ tương sơn màn hình trên ba rượu lúc trước luôn hiển thị câu la phong đối chiến với khắc la phu chiến đấu còn chưa bắt đầu xin chờ nhưng ngay sau đó lại đột nhiên biến thành một loạt các chữ khác la phong đối chiến khắc la phu vì trong thời gian quy định mà khắc la phu vẫn không tiến vào mạng vũ trụ giả định phán định tự động bỏ cuộc la phong đạt được thắng lợi bên trong ba rượu ồ lên mọi người đang thảo luận vì sao trận giữa la phong khắc la phu còn chưa bắt đầu thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện những văn tự này làm tiếng bàn tán ầm ĩ lúc trước thoáng cái đã yên lặng như tờ yên tĩnh bên trong ba rượu những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ hoàn toàn chết lặng họ trợn tròn mắt giống như world cup bóng đá năm đó trên địa cầu tất cả mọi người đều chờ mong một trận quyết đấu rồi vào thời điểm cuối cùng đang hấp dẫn nhất world cup đột nhiên một bên trong trận quyết chiến đột nhiên trên đường đi gặp tai nạn xe cộ không ít cầu thủ trọng thương tàn phế làm cả đội không thể không tuyên bố bỏ cuộc việc này quả thực là một bất ngờ kinh khủng gì thế nói đùa gì vậy thật hay giả đây yên tĩnh qua đi cả ba rượu trong nháy mắt nổ tung lên trận cuối cùng một trận quyết định xuất vào nguyên thủy bí cảnh sao khắc la phu lại không tiến vào vũ trụ giả định không ai hoài nghi về những văn tự vừa hiện lên trên màn hình vì sau lưng những dòng chữ đó là hệ thống vũ trụ giả định mà hệ thống của vũ trụ giả định thì trong mắt cả tộc nhân loại đó vĩnh viễn không bao giờ lầm lẫn tức vạn tin tức khác có thể sai cũng không thể hoài nghi mạng vũ trụ giả định từ hơn nãy giờ ở góc ba rượu luôn luôn chú ý lúc này cũng hơi kinh ngạc nàng nghĩ tới việc la phong thua cũng nghĩ tới việc la phong thắng nhưng không ngờ lại thắng bằng loại phương thức này tranh đoạt chiến xuất vào nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ đã chấm dứt, các trận chiến đấu cũng chấm dứt. La Phong liên tục năm thắng, đạt được hạng đầu, thu được xuất vào nguyên thủy bí cảnh. Những người là Mạc Lạc, Khắc La Phu, Ngu Phong, Lũng Vân, Bá Lan đều vào thái sơ bí cảnh. Kết quả tranh đoạt chiến tự nhiên cũng được truyền ra rất nhanh. Về việc La Phong tiến vào nguyên thủy bí cảnh, kỳ thật trong phạm vi các thiên tài trung tâm của công ty vũ trụ giả định cũng có thể nhận được cả vì mặc dù trận cuối cùng thắng hơi không hay lắm, nhưng dù sao La Phong lúc trước cũng thắng 4 trận. Có thể đánh bại Mạc Lạc, Ngu Phong, cũng chứng minh được La Phong có thực lực làm thành viên nguyên thủy bí cảnh. Tiếp theo, La Phong cũng mới gia nhập vào công ty vũ trụ giả định thời gian quá ngắn, lần đầu tiên tham gia tư cách chiến, cạnh tranh với nhiều người cũ đã tu luyện mấy ngàn năm mà có thể biểu hiện kinh người như vậy, dưới mắt những thiên tài quan chiến, e rằng hắn còn ghê gớm hơn mạnh hơn khắc la phu nhiều chỉ cần thêm vài lần tư cách chiến nữa việc la phong tiến vào nguyên thủy bí cảnh cũng là việc đương nhiên thôi do đó thiên tài tuyệt thế la phong bước vào nguyên thủy bí cảnh là một việc mọi người cũng có thể chấp nhận được nhưng cái làm mọi người không thể chấp nhận cũng nghi hoặc khó hiểu nhất là tại sao khắc la phu vào thời điểm mấu chốt lại không tiến vào vũ trụ giả định nếu bỏ cuộc Tuy khá nhiều thiên tài tham gia tư cách chiến tự nhận thấy thực lực mình quá yếu nên chủ động bỏ cuộc, nhưng cũng đều là trước khi đánh mới bỏ cuộc, loại tình huống như khắc la phu quả vô cùng hiếm thấy. Tin tức la phong tiến vào nguyên thủy bí cảnh truyền ra, khắp nơi đều có phản ứng khác nhau, có người vui vẻ vô cùng, như sư phụ chân diễn vương, cười nói sang sản, ha ha, đồ nhi ngoan ngoãn của ta lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã có thể nhân cơ hội tiến vào nguyên thủy bí cảnh rồi, hay quá. Có người trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Như Mạc Lạc, một thành viên nguyên thủy bí cảnh cũ, bây giờ bị đào thải vào thái sơ bí cảnh Mạc Lạc nghiến răng thầm hận, tên La Phong lại gặp vận cứ chó như vậy. Tên khắc La phu đó cũng quá ngu ngốc. Vào thời điểm mấu chốt lại không đến. Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi sao? Có người khiếp sợ, như một thần linh bất hủ đóng ở Ma Âm Sơn là Phách Du Hầu. Phách Du Hầu hơi nhướng đôi mi thanh tú, tiểu gia hỏa này lại không chết sao? Còn tiến vào nguyên thủy bí cảnh nữa. Mấy thằng thiên tinh tông ngu ngốc, cả đám thật sự là vô dụng. Có người sùng bái, như những thiên tài cùng đợt với La Phong, bị đẩy vào mặt thế bí cảnh. Còn những thiên tài thiên địa bí cảnh thì kích động hưng phấn, ai nói người mới yếu, La Phong là cùng đợt với ta, không phải cũng tiến vào nguyên thủy bí cảnh sao? Ngươi nói cái gì, là khắc La Phu bỏ cuộc hử. Trắm thối cho dù khắc la phu lần này có thể đánh bại la phong nhưng sau này khẳng định rất nhanh sẽ bị la phong vượt qua có thể đạt được xuất nguyên thủy bí cảnh quả thực là một việc rất vui như đám nhung quân ô tạp vốn là bằng hữu như huynh đệ mình hồng lôi thần còn có thân nhân cha mẹ thê tử hài tử đệ đệ mình ai ai cũng đều tới chúc mừng thậm chí đến cả hắc long sơn đế quốc càng vu vũ trụ quốc cũng có người đưa quà mừng cho la gia tỏ vẻ chúc mừng. Việc vui. Là việc vui. Nhưng trong lòng ta vẫn không thể hưng phấn lên được. La Phong ngồi trong thư phòng, tâm tình phức tạp. Tranh đoạt chiến, vào trận mấu chốt nhất, khắc La Phu lại bỏ cuộc không xuất hiện. Việc này như một cây kim đâm vào lòng La Phong, làm hắn cảm giác lấy được suất này vẫn không làm cho người ta thống khoái. Đương nhiên, cơ hội vào nguyên thủy bí cảnh là vô cùng trân quý, đã chiếm được La Phong cũng không đến mức chủ động vứt bỏ cơ hội này. La Phong còn chưa sơ cứng tới bực này. La Phong, ngươi đừng tự tìm phiền não. Người khác gặp các loại kỳ ngộ đều muốn nghĩ mọi biện pháp, hoặc là lừa đảo, hoặc là giết chóc. Như tên Mạc Lạc, hại độc thủ với ngươi. Để thắng lợi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khắc La Phu không xuất hiện là do hắn không nắm chắc được cơ hội, trách được ai? Ba ba tháp nói, đừng suy nghĩ nhiều, những tài nguyên ấy rất ít, những người độc hành ít cơ duyên lắm khi phải liều mạng để có được một cơ hội nhỏ nhoi. Sư phụ ngươi năm đó phải bước từng bước như vậy, ngươi bây giờ còn nghĩ lung tung gì nữa? Ta hiểu. La Phong gật đầu. Kỳ ngộ tới tay, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là trong lòng vẫn lớn cấn, không biết tại sao Khắc La Phu không xuất hiện. Một, đã chết. Hai, bị cái gì đó kiềm chế. 3, vì nguyên nhân đặc thù phải bỏ cuộc. Cũng chỉ ba loại tình huống này thôi. Ngươi nghĩ nhiều thế làm gì?" Ba ba Tháp Cỡ bằng nắm đấm trên vai nói. La Phong gật gật đầu. Trong lòng nghi hoặc, cảm thấy khó chịu, tại sao thời điểm mấu chốt mà Khắc La Phu lại không xuất hiện? Thật sự đã chết sao? Tranh đoạt chiến chấm dứt ngày hôm sau La Phong phải ra khỏi khu Thái Sơ, tới khu Nguyên Thủy Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong ở khu Thái Sơ. Một đám bằng hữu cùng đợt gồm La Phong và Ô Tạp, Nhung Quân, Ngã Thần, Thiên Thủy cùng tới đây. Xem như chúc mừng, cũng xem như tiễn La Phong đi nguyên thủy bí cảnh. Đợi đến khi các bằng hữu ai nấy đều ly khai, La Phong một mình một người ngồi trong phòng khách, trên chiếc sofa điêu khắc tinh mỹ, nhìn quanh. Nơi này, mình đã sống rất lâu. Phải ly khai rồi. La Phong thầm nhủ. La Phong, có một phong tin nhắn, là của công ty vũ trụ giả định. Ba ba thác trên vai vội hô. Hả? La Phong sáng mắt lên, nhanh chóng clip vào hư không trước mặt, chợt hiện lên một màn hình, nhanh chóng mở hòm thư trên màn hình, mở tin nhắn mới nhất ra, tin nhắn mở ra. Thông báo suốt duy nhất nguyên thủy bí cảnh trong tư cách chiến, cấp vũ trụ, Khắc La Phu đã bỏ cuộc trận cuối cùng, trong quá trình tiến hành tranh đoạt chiến hắn vẫn còn chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đạt tới 90%, cực độ nguy hiểm. Căn cứ vào việc hắn đã rất lâu vẫn không tiến vào vũ trụ giả định, Khắc La Phu rất có thể đã hy sinh trong nhiệm vụ tuyệt cảnh. Chúng tôi xin trịnh trọng nhắc nhở. Nhiệm vụ tu luyện đối với các thành viên cấp vũ trụ đều rất trọng yếu. Nhưng phải lựa chọn ở mức mình có thể thừa nhận trên mức cực hạn của mình rất có thể sẽ chết nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh trong lịch sử đã hy sinh rất nhiều thiên tài tuyệt thế trong những người hy sinh cấp vũ trụ của thành viên nguyên thủy bí cảnh cơ hồ hơn phân nửa đều đã hy sinh trong nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh vẫn là câu nói đó nhắc nhở mọi người công ty chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho mọi người còn đường đi thì do mọi người tự mình lựa chọn gì vừa nhìn tin nhắn này La Phong đã cảm thấy chấn động Khắc La Phu trong quá trình tham gia tranh đoạt chiến Vẫn một mạch tiến hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh sao Cấp tuyệt cảnh Cực độ nguy hiểm đến cả mình cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn đi vào một nơi duy nhất là ma âm sơn trong ma sơn Mình sở dĩ có thể bình yên vượt qua Có quan hệ rất lớn tới việc mình có ý chí vượt xa qua những thiên tài khác Cũng nhờ vào phân thân ma sát tộc Nếu không có phân thân ma sát tộc La Phong chắc đã chết rồi. Hơn nữa chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh bình thường rất khó tìm được nơi an toàn. Giống như La Phong, xem như bằng vào phân thân ma sát tộc mà gặp may, đến được trung tâm nơi có truyền thừa điện. Lúc này mới có thể an tâm đưa đại bộ phận ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Nếu không có một vài ác chủ bài, nên ta rất thích hợp với ma âm sơn thì e rằng nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh của ta cũng đã cửu tử nhất sinh, La Phong thầm nói khắc la phu cho dù tiến hành tranh đoạt chiến phỏng chừng một bộ phận ý thức cũng phải để trong đời thật cảnh giác xung quanh như những gì mà công ty thông báo hắn rất có thể đã ngã xuống rồi khắc la phu sống hay chết trong thời gian ngắn cho dù là công ty vũ trụ giả định cũng rất khó xác định vì nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh được bố trí ở một thế giới mà bình thường rất nguy hiểm công ty vũ trụ giả định muốn điều tra xác nhận sinh tử của khắc la phu tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được như la phong mất tích mấy năm công ty vũ trụ giả định cũng không xác nhận gì cả la phong thấy tuyên bố này cảm thấy rất khiếp sợ còn những thiên tài vốn cảm thấy bất sản vì trận cuối cùng tranh đoạt chiến lần này khi thấy tuyên bố đó cũng vô cùng khiếp sợ lan nhân khắc la phu trong lúc thi hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh còn đi tham gia tư cách chiến sao Tinh anh bốn khu kể cả khu nguyên thủy và khu thái sơ đều thầm than tên người sói khắc la phu này rõ là chê sống lâu dám làm loại việc nguy hiểm này cấp tuyệt cảnh là cấm kỵ của thành viên cấp vũ trụ vũ tương sơn tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh ai dám vào tuyệt cảnh mà lại còn phân ra đại bộ phận ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định cơ chứ điện hạ điện hạ trong trang viện giới chủ áo đa dẫn một đám hộ vệ cùng với đám đô bột đều cung kính hành lễ với la phong la phong đi ra phòng khách Nhìn nhóm người hầu và đội bảo vệ trước mắt, hơi cảm khái vì sắp chuyển đi khu nguyên thủy rồi, đương nhiên cũng phải chia tay đám người dưới trướng mình lâu nay. Lúc này hắn mở lời nói, "Áo đa, các ngươi ở cùng ta cũng đã gần 200 năm. Hôm nay từ biệt, mặc dù các ngươi không còn là hộ vệ của ta nữa, nhưng các ngươi vẫn là bằng hữu của ta." Điện hạ, đám người dưới chủ áo đa nghe thế đều hơi kích động. Địa vị và quyền hạn của thành viên nguyên thủy bí cảnh cực cao, cao hơn đám áo đa nhiều la phong lại vẫn có thể nói như vậy cho dù chỉ là mấy lời xả gao vẫn làm họ cảm thấy ấm áp ai nấy đều vẽ rất luyến tiếc ta sao ha ha không biết chừng vài năm nữa ta lại bị đá ra khỏi nguyên thủy bí cảnh la phong cười nói đến lúc đó e rằng các ngươi còn còn phải hộ vệ ta nữa sao có thể nói như vậy điện hạ đã có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh thì sẽ không bị đá ra đâu áo đa liền nói cạnh tranh vĩnh viễn tồn tại tất cả không hề có gì tuyệt đối la phong cười lắc đầu các vị chúng ta đã gặp nhau một thời gian bây giờ xin cáo biệt nói xong la phong phóng thẳng lên cao trăm tên hộ vệ áo đa và cả rất nhiều nô bột nhìn theo thân ảnh la phong biến mất cuối chân trời mỗi người đều âm thầm cảm thán thực lực họ kém địa vị thấp chỉ có thể làm hộ vệ nô lệ còn la phong mới là tinh anh tuyệt thế chính thức được các lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định trọng thị một vài bất hủ bình thường trong mắt các lãnh đạo vẫn còn kém xa các thiên tài tuyệt thế sau khi cáo biệt phúc tư phu nhân ly khai khu thái sơ một lát sau hắn đã đi tới khu nguyên thủy cửa chính khu nguyên thủy to hơn khu thái sơ nhiều dùng những mảnh đá cổ kính màu xám điêu khắc làm người ta phải thán phục la phong điện hạ một lão giả râu tóc bạc trắng mặc một bộ áo bào trắng cả người mờ ảo làm không gian chung quanh như sáng sủa ấm áp lên rất nhiều hắn như một mặt trời ấm áp tỏa ra tới bất kỳ ai gần hắn hoan nghênh người tiến vào khu nguyên thủy trở thành một thành viên nguyên thủy bí cảnh cám ơn la phong mỉm cười gật đầu ta là ngã đà nhĩ làm quản lý hành chính khu nguyên thủy lão già áo trắng còn trắng hơn cả những bông tuyết đang bay xung quanh xin phong điện hạ đi theo ta. La Phong đi theo ngã đà nhĩ, vừa bay lên giữa không trung, đám giới chủ ở cửa chính khu nguyên thủy, vốn đi theo sau ngã đà nhĩ cung kính không mình hành lễ, lúc này cũng thấp giọng thảo luận về La Phong điện hạ mới tới. Giữa không trung La Phong và ngã đà nhĩ phi hành giữa không trung, vừa phi hành, La Phong vừa nhìn xuống phía dưới, vô cùng kinh dị khi cảm giác được chốc chốc có một chấn động quy luật cường đại từ phía dưới truyền lên la phong điện hạ ngã đà nhĩ thấy thế miễn cười nói cái khác nhau lớn nhất giữa khu nguyên thủy và khu thái sơ là khu nguyên thủy bên này có nhiều thần linh bất hủ sống hơn đầu tiên mỗi một điện hạ ở nguyên thủy bí cảnh đều được phân phối một đội hộ vệ ngã đà nhĩ nói sẽ chuyên môn do một vị bất hủ quân chủ chỉ huy quân hộ vệ hơn nữa mỗi một vị điện hạ nguyên thủy bí cảnh đều có thể tùy ý lựa chọn một vị thần linh bất hủ làm sư phụ ở tại trường kỳ trong trang viện mình Do đó số lượng thần linh bất hủ nơi này nhiều hơn so với bản thân các điện hạ nguyên thủy bí cảnh nhiều. La Phong không khỏi gật đầu. Đích xác như thế. Trong quân hộ vệ có một vị thần linh bất hủ. Còn có cả một vị sư phụ bất hủ thiếp thân. Mỗi điện hạ tối thiểu cũng đã có hai thần linh bất hủ đi theo rồi. Cả trang viện khu nguyên thủy cùng sở hữu 113 tòa trang viện Ngã đà nhĩ từ xa chỉ vào những trang viện liên miên nhìn không tới cuối phía dưới, 100 điện hạ cấp giới chủ, 10 điện hạ cấp vực chủ, 3 điện hạ cấp vũ trụ. Mỗi một vị điện hạ đều là tiền bạc quý giá nhất của công ty vũ trụ giả định chúng ta. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy. Giới chủ tuổi thọ dài đến 1.000 kỷ nguyên, trong 1.000 kỷ nguyên này, trong cả 1.008 quốc gia vũ trụ tổng cộng cũng chỉ thu nạp có 113 điện hạ có thể thấy được mỗi một điện hạ ở đây có địa vị cực kỳ cao. Cao hơn một vài thần linh bất hủ bình thường. Đương nhiên, cấp giới chủ mà còn trụ lại được ở nguyên thủy bí cảnh thì cũng là khó khăn thuộc loại cao nhất. Hai người xé gió phi hành, những tòa trang viện chiếm diện tích phương viên mấy ngàn km lần lượt lướt qua, rốt cục một lát sau, tốc độ phi hành ngã đà nhĩ giảm bớt. Trang viện số 113 chính là trang viện của Điện Hạ La Phong Ngươi ngã đà nhĩ chỉ vào tòa trang viện rộng lớn từng la phong cúi đầu nhìn xuống từng trang viện như một sơn mạch liên miên không ngừng kéo dài ra đến cuối tầm nhìn chỉ luận về diện tích một trang viện này đã có thể lớn hơn bất kỳ lãnh thổ của một quốc gia nào trên địa cầu đương nhiên trong vũ trụ mênh mông có khá nhiều thần linh bất hủ đem một tinh cầu tạo thành lãnh địa thần linh bất hủ có thần quốc còn thần quốc thì diện tích vô cùng mênh mông. Do đó đối với thần linh bất hủ mà nói, lấy một tinh cầu tạo thành một trang viện, thì ngược lại vẫn xem là rất một mạc. Vèo. Vèo. Hai người ngã đà nhĩ, La Phong đáp xuống cửa chính trang viện. Ở cửa chính nguy nga của trang viện đang có một đội ngũ chỉnh tề, liếc mắt nhìn ra thấy tối thiểu cũng mấy vạn người. Ở đầu đội ngũ hình vuông đang có một nam tử đầu trọc đứng, toàn thân bao phủ trong áo tràng hoa lệ màu đen mặt nam tử đầu trọc thoáng có vảy màu bạc, cùng với một vài hoa văn kỳ bí. Điện hạ Nam tử đầu trọc khẽ không người Bái kiến điện hạ phía sau hắn, cả vạn chiến sĩ cường đại toàn bộ cung kính quỳ một gối xuống. Bái kiến điện hạ mấy vạn người hầu cũng toàn bộ nằm mập xuống, cung kính vô cùng. Đám người hầu này đều do công ty vũ trụ giả định chuyên môn tuyển chọn bồi dưỡng ra, dùng để tới hầu hạ cho những nhân vật cao nhất trong công ty vũ trụ giả định. Đối với những người hầu này thì được phục vụ cho một vị điện hạ nguyên thủy bí cảnh thiên tài là một vinh hạnh rất lớn. La Phong điện hạ. Vị này chính là thủ lĩnh quân hộ vệ của ngươi địch luân. Ngã đà nhĩ chỉ vào nam tử đầu trọc nói, địch luân là một vị thần linh bất hủ sở trường phương diện linh hồn, thực lực rất mạnh. Trong số các quân chủ trong quân đội vũ trụ, xem như thượng đẳng nhất. La Phong thầm kinh hải. Vì đi theo chân diễn vương đã lâu, La Phong cũng hiểu rõ cách phân chia thực lực. Phân theo địa vị, quân chủ, phong hầu, phong vương. Còn dưới trướng công ty vũ trụ giả định, một bất hủ cấp phong hầu có thể dễ dàng đánh chết một đám bất hủ bình thường. Do đó trên thực tế từ bất hủ bình thường tới cấp phong hầu, có thực lực trên lệch rất lớn. Thực lực của bất hủ quân chủ kỳ thật cũng rất lớn. Người yếu nhất thì thuộc loại thần linh bất hủ bình thường. Người mạnh thậm chí còn tiếp cận với cấp phong hầu thượng đẳng nhất, không phải là tiếp cận với cấp phong hầu sao. La Phong thầm kinh hải. Hơn nữa lại sở trường phương diện linh hồn. Một vị quân chủ lợi hại như vậy sao lại trở thành thủ lĩnh hộ vệ của ta? Điện Hà, sư phụ của ta là thị huyết vương, nam tử đầu trọc khẽ cuối người. Tam sư huynh. La Phong kinh ngạc. Tuổi thọ của chân diễn vương đài đằng đẳng, ít nhất là phong bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Sư phụ rốt cuộc đã sống bao lâu rồi? Nhưng khẳng định sống lâu hơn môn thương vương rất nhiều. Còn sư phụ thu đồ đệ lại vô cùng cẩn thận. Không phải lương tài, không hợp tính nết không tuyển. Song con đường bất hủ thật sự gặp gền, muốn phong vương lại càng vô cùng khó khăn. Trong hàng đệ tử của chân diễn vương chỉ có tam đệ tử là được phong vương. Sư tổ rất quan tâm tới tiểu sư thúc. Một thanh âm vang lên trong đầu La Phong. Ông lo rằng tương lai khi tới cấp vực chủ, tiểu sư thúc sẽ ra ngoài lang bạc, do đó an bài người đang tin tới để đảm nhiệm chức thủ lĩnh quân hộ vệ. Ta xin làm, còn những quân chủ khác lại không mạnh được như ta, tự nhiên được thông qua thôi. La Phong nhìn nam tử đầu trọc này không khỏi nở nụ cười. Mình lại là tiểu sư thúc của thần linh bất hủ này sao? Có một tầng quan hệ như vậy nên La Phong nhất thời cảm thấy nam tử đầu trọc trước mắt này thuận mắt hơn rất nhiều nhưng La Phong cũng thầm nhủ. Lát nữa cũng liên lạc với sư phụ chân diễn vương xem có đúng không. Địch Luân tiên sinh, sau này làm phiền ngươi rồi. La Phong nói. Đây là chức trách của ta. Địch Luân cũng khẽ không người. Ha ha, La Phong điện hạ. Địch Luân là thủ lĩnh quân hộ vệ của ngươi, cũng là quản gia trang viện những việc khác đều do hắn nói cho ngươi hết ta xin đi trước nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc tới tìm ta ngã đà nhĩ mỉm cười cảm ơn ngã đà nhĩ tiên sinh la phong cũng tỏ vẻ cảm tạ lập tức lão giả tóc bạc này hóa thành một luồng ánh sáng trong nháy mắt bay đi điện hà xin đi theo ta nam tử đầu trọc địch luân dẫn đường đưa la phong đi dạo quanh trang viện làm quen khắp nơi tu luyện tràn trong trang viện. La Phong đang cung kính đứng đó, trước mặt lơ lửng một màn hình. Trên màn hình chính là người vượng kim giáp chân diễn vương, sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Nhìn thấy địch luân rồi chứ. Chân diễn vương cười ha ha nói. La Phong nghe nói như thế, nhất thời trong lòng đã khẳng định địch luân xem ra quả thật là sư điệp của mình rồi. Tương lai ngươi tiến vào cấp vực chủ, sẽ được đưa ra ngoài, đảm nhiệm quyền to. Chân diễn vương trên màn hình nói, quyền lực sẽ liên quan tới rất nhiều việc mà ngươi không tưởng tượng được. Đến lúc đó ngươi một mặt sẽ rất huy hoàng, cũng có mặt rất nguy hiểm. Rất nhiều thứ ngươi bây giờ chưa từng nghĩ đến. Những nguy hiểm này, có thể so sánh với cấp tuyệt cảnh, cũng có những cái còn đáng sợ hơn cả những nguy hiểm ấy. La Phong cả kinh. Hơn nữa với tính tình của vi sư, cũng làm vi sư có không ít cừu địch. Chân diễn vương nói, đương nhiên những thứ rác rưởi bò sát ấy, không dám trêu vào ta. Nhưng ta lo rằng họ sẽ chơi ngươi đó. Cựu địch. La Phong cả kinh. Sau khi ra ngoài cũng không được an toàn như còn ở hạch tâm của công ty vũ trụ giả định nữa. Chân diễn vương nói, đương nhiên họ không dám chống lại ta trước mặt, vì một khi bị ta phát giác. Họ nhất định toàn bộ sẽ chết. Chân diễn vương có một khí phách rất tự nhiên, lại làm cho người ta không thấy bá đạo chút nào, chỉ cảm thấy tất cả rất thuận tình. Sư phụ, người mà ngươi có cừu oán, tại sao không giết đi? La Phong hỏi. Ách. Chân Diễn Vương vẻ mặt tựa hồ hơi xấu hổ, lập tức nói, Đồ Nhi, vi sư bình thường làm việc không quanh co, muốn nói là nói, muốn làm là làm. Năm đó giết người rất nhiều, chữ người cũng rất nhiều. Trong lúc vô tình cũng đắc tội với cái nhiều người rốt cuộc đắc tội với ai, kỳ thật vi sư cũng không rõ ràng lắm. Dù sao có vài việc cũng chẳng thể nhớ hết được. La Phong không biết phải nói gì. Nhưng không ai dám đối diện trước mặt ta, ai dám chống lại ta trước mặt, đều chết sạch. Chân Diễn Vương cười nói, không đề cập tới việc này nữa, còn có một việc rất trọng yếu, ngươi bây giờ đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh, nên có quyền lựa chọn một vị bất hủ sư phụ trường kỳ ở bên người chỉ đạo cho ngươi đây là một cơ hội khó tìm được, ta biết. La Phong gật đầu. Có thể có sư phụ luôn ở cạnh để chỉ đạo cho mình là việc rất hiếm cho dù có bái sư cũng rất ít có sư phụ luôn đi theo đệ tử. Đương nhiên La Phong tự nhiên phải biết về một cơ hội tốt khó tìm như vậy. Ai mà chẳng biết điểm này. Chân diễn vương trên màn hình không kìm được nói, nhưng tuyển sư phụ cũng phải có bí quyết. Bí quyết? La Phong nghi hoặc. Căn cứ theo những gì mình biết, không phải chỉ cần xin, nói ra một vài yêu cầu của mình, tỉ như xin sư phụ sở trường về quy luật hệ kim, quy luật không gian, sở trường phương diện binh khí niệm lực. Thành viên nguyên thủy bí cảnh có sư phụ thấp nhất cũng phải là bất hữu cấp phong hầu. Mặc dù nói bất hữu cấp phong vương và vũ trụ quốc chủ cũng có thể tới đích thân chỉ đạo, nhưng cũng phải do những đại nhân vật ấy nguyện ý, chứ công ty vũ trụ giả định không có cách nào bắt buộc được còn những đại nhân vật ấy cho dù là chân diễn vương cũng không thể luôn luôn ở bên người la phong do đó sư phụ bình thường đều là bất hủ cấp phong hầu đương nhiên có bí quyết chân diễn vương trên màn hình mỉm cười nói ta biết ngươi rất muốn tìm một bất hủ sư phụ sở trường việt kết hợp giữa kim không gian la phong gật đầu loại thần linh bất hủ này còn rất nhiều công ty vũ trụ giả định cử một người nào đó tới thì ngươi chỉ có thể nhận thôi Chân Diễn Vương mỉm cười nói, "Sao tìm được sư phụ tốt nhất, nhất thích hợp nhất cho ngươi, cái này phải để vi sư ra tay." Một người có thể bái rất nhiều vị lão sư. Nhưng địa vị lại khác hẳn. Như chính thức bái sư thì quan hệ sẽ thân cận hơn nhiều. Như Chân Diễn Vương. Còn loại như chỉ bảo qua những khóa học công khai thì La Phong có thể nghe giảng bài. Quan hệ đó đương nhiên ít thân mật hơn nhiều còn sư phụ mà công ty vũ trụ giả định an bài tới ở trong trang viện một mạch chỉ đạo la phong thì quan hệ cũng thân cận nhưng lại không cần la phong phải lễ bái lát nữa ngươi viết đơn xin sau khi xin bình thường viết thêm một câu chân diễn vương trên màn hình cười khẽ nói nói ngươi rất kính ngưỡng thần linh bất hủ bố bố lỗ rất hy vọng có thể do bố bố lỗ làm sư phụ của mình bố bố lỗ la phong vừa nghe đã hiểu hẳn là một nhân vật lợi hại làm thế là có thể được thông qua à la phong nghi hoặc cử thần linh bất hủ sư phụ là phải được những thần linh bất hủ ấy tự nguyện việc này để vi sư giải quyết chân diễn vương trên màn hình cười ha ha nói cảm ơn sư phụ la phong cảm thấy vô cùng cảm động đây là sư phụ trong vũ trụ quan hệ thầy trò thậm chí còn vượt qua cả quan hệ huyết mạch bởi vì sinh tồn càng lâu có thể sống ức vạn năm cho dù có kỹ năng to lớn để thân nhân có thể sống thì những thân nhân này cũng vẫn có một ngày chết đi khi những người chí thân ai nấy chết đi những họ hàng cách mình không biết bao nhiêu đời sau có lẽ chỉ gặp mặt có vài lần thì những đời sau đã chết già rồi quan hệ sao bằng thầy trò được thầy trò sư phụ dạy đồ đệ đồ đệ trở nên mạnh lên có lẽ tương lai đồ đệ có thể trở thành sự trợ giúp rất có giá trị cho sư phụ còn như chân diễn vương chăm chú trụ tính giúp đệ tử bước từng bước, cũng tuyệt đối thuộc loại sư phụ rất cưng chiều đệ tử. Cùng ngày, La Phong liền lập tức phát đi một tin nhắn xin. Việc xin xỏ này cũng dựa theo lời của sư phụ chân diễn vương. Đầu tiên là miêu tả một vài yêu cầu của mình, tiếp theo là một vài lời kính ngưỡng thần linh bất hủ bố bố lỗ. Trên thực tế, La Phong chưa từng nghe qua bố bố lỗ này, chỉ mới nghe sư phụ nói vài việc thôi. Bố bố lỗ dựa theo sư phụ nói bố bố lỗ mặc dù là bất hủ cấp phong hầu nhưng thực tế sức chiến đấu đã có thể miễn cưỡng phong vương rồi la phong thầm nghĩ cường đại thần linh bất hủ miễn cưỡng có thể phong vương trong vũ trụ cũng xem là một đại nhân vật năm đó giết chết sư phụ mình hô diên bác cũng chính là một nhân vật miễn cưỡng có thể phong vương tồn tại như vậy lại tới trang viện mình chỉ đạo cho mình ngày thứ ba la phong nhận được tin nhắn nội dung là bất hủ cấp phong hầu bố bố lỗ nguyện ý đảm đương chức sư phụ của La Phong. Đại khái 10 ngày sau, bố bố lỗ rốt cục tới trang viện của La Phong. Cửa chính trang viện La Phong và nam tử đầu trọc địch luân đi theo phía sau, đang đứng chờ bố bố lỗ đến. Tới rồi. Địch luân nhẹ giọng nói. Hả? La Phong lập tức nhìn kỹ xa xa một lưu quan kim sắc trong nháy mắt hoa phá trường không, lập tức đáp xuống mặt đất trước mặt La Phong, Hiện ra một thân ảnh đây là một tráng hán thấp chiều cao gần một thước sáu, đầu tóc bờm sờm, trên người thoáng có mùi rượu, ánh mắt nội liễm, chỉ là thỉnh thoảng lóe lên một luồng điên cuồng. La Phong sực nghĩ ra, bố bố lỗ, người này có chiều cao không tới một thước sáu. Trong lòng mặc dù lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng La Phong vẫn tất cung tất kính. Sư phụ khác với thủ lĩnh hộ vệ, địa vị của bất hủ thần linh cấp phong hầu cũng cực cao la phong với tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng làm hắn có thể đối thoại ngang hàng với đối phương nhưng không hề có sức áp chế được đối phương ngươi chính là la phong tráng hán lùng liếc nhìn la phong la phong ra mắt bố bố lỗ sư phụ la phong cung kính hành lễ từng coi như lễ phép tráng hán lùng liếc mắt nhìn địch luân cũng vội cung kính hành lễ ra mắt bố bố lỗ đại nhân thực lực của địch luân rất mạnh cũng tiếp cận với phong hầu, hoặc nói miễn cưỡng phong hầu. Còn bố bố lỗ, lại có thể miễn cưỡng phong vương. Thực lực xa nhau như trời với đất. Chân diễn vương quả là rất cưng tiểu đồ đệ của hắn. Tráng hán lùng lập tức đi nhanh vào trong trang viện. Còn La Phong, địch luân cũng vội đi theo phía sau. Ta không biết nhiều về việc dạy đồ đệ. Tráng hán lùng bước đi, đồng thời lớn tiếng nói, nhưng thanh âm lại vẻn vẹn chỉ có hai người La Phong, và địch luân nghe được. Đám hộ vệ giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ xa xa lại không nghe được một chút thanh âm gì cả, ta nhất sở trường là dùng trảo. Tráng hán lùng tùy tiện nói như vậy. Do đó ta sẽ thông qua trảo pháp, để ngươi mình lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian, quy luật bản nguyên kim, cũng cho ngươi từ đó lĩnh ngộ việc rốt cuộc nên kết hợp ra sao. Dạ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. La Phong cung kính nghe theo. Trảo Tuyệt chiêu ác chủ bài sở trường nhất của kim giác cự thú chính là Tê Thiên Nhất Trảo. Căn cứ vào Tê Thiên liệt địa trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú, kết hợp với hình ảnh viễn cổ, rồi kết hợp với pho tượng thần thú luồng khí tức ý cảnh cổ xưa, nên trảo pháp có thể nói là thứ mà La Phong sở trường nhất. So với binh khí niệm lực, chiến đao thì hắn còn sở trường hơn. Đương nhiên, dùng thân thể nhân loại mà thi triển trảo pháp sẽ kém đi một chút. Nhưng về gốc rễ, vẫn xem như một cao thủ dùng trảo. Hả? Tráng hán lùng nhìn nhìn La Phong, rốt cục nở nụ cười, ừm, không tệ, xem như ngươi ngoan ngoãn, ta thích nghe đồ đệ thông minh. Đi, đi tới tu luyện tràng của ngươi. Ta trước hết kiểm tra xem ngươi đã cảm ngộ quy luật tới đâu rồi, xem ngươi có đi theo đường rẽ nào không. Đương nhiên ngươi đi theo sư phụ ngươi chân diễn vương, phỏng chừng cho dù có đi đường vòng cũng sẽ không phải sai số quá lớn. Dạ. La Phong lập tức đi về phía luyện võ trường. Luyện võ trường. Hai người tráng hán lùng bố bố lỗ, La Phong đứng trong luyện võ trường. Mô phỏng thành cảnh tinh không? Bố bố lỗ phân phó. La Phong lúc này vân theo phân phó, cảnh cả luyện võ trường lập tức biến ảo, biến thành một khoảng vũ trụ rộng lớn tinh không vô hạn. Đương nhiên vì không gian tu luyện tràn thực tế không to như vậy, do đó với tinh không vũ trụ này, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mấy trăm km thôi. Hai người bố bố lỗ, La Phong đều đứng giữa không gian. Đi. Bố bố lỗ phân phó, đem cảm ngộ quy luật của ngươi bây giờ toàn bộ thi triển ra, bất luận là dùng binh khí niệm lực, hay cận chiến đấu, không sao cả. Chút cảm ngộ của ngươi bây giờ, bất luận thi triển ra sao, ta cũng có thể liếc mắt là nhìn thấu dạ sư phụ la phong hóa thẳng thành một đạo ảo ảnh bắt đầu thi triển trảo pháp trong không gian vù 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 ngón tay uốn lượn tựa như thú trảo cả người như quỷ mị giống như một con quái thú giữa không trung tùy ý vung trảo lợi trảo cũng liên lạc với không gian vũ trụ chung quanh trảo kình sắc bén thậm chí còn sinh ra những cái trảo ảnh khổng lồ kim sắc chói mắt. Những chiếc trảo khổng lồ kim sắc rít lên trong không gian vũ trụ. Việc này Bố Bố Lỗ Lùng vốn còn rất tùy ý, nhưng lúc này thấy trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Khoảnh khắc sau, La Phong đã hóa thành một luồng kim quang dừng lại một bên Bố Bố Lỗ. "Xin sư phụ chỉ điểm." La Phong cung kính nói. "Ngươi cũng biết trảo pháp." Bố Bố Lỗ Lùng nhìn về phía La Phong, trong mắt có vẻ yêu thích hơn đối với siêu cường giả thì việc có thể tìm được một đồ để thích hợp với mình kỳ thật là một việc rất khó lúc trước bố bố lỗ lùng từng điều tra một vài tư liệu về la phong biết la phong là tinh thần niệm sư hắn kỳ thật cũng không thế nào vui được nhưng chân diễn vương ra mặt bố bố lỗ mặc dù kiêu ngạo nhưng trước mặt vị bất hủ cấp phong vương có thể nói là đỉnh phong nhất rất tiếp cận với những vũ trụ quốc chủ cổ xưa Hắn vẫn không dám có chút kiêu ngạo nào cả. Huống chi hắn bây giờ thật ra là có việc cầu chân diễn vương, do đó sau khi trò chuyện, hắn cũng đã nhận lời. Cho dù La Phong là một tinh thần niệm sư, hắn cũng vậy. Nhưng khi phát hiện La Phong lại sở trường trảo pháp, bố bố lỗ lùng đã cảm thấy mình rất vui để dạy bảo hắn. Về phương diện cận chiến, cũng có chút tâm huyết. La Phong nói: "Chẳng trách chân diễn vương trọng thị ngươi như vậy, Ngắn ngũng không tới hai trăm năm, tiến bộ kinh người như vậy. Mà còn kim tu cận chiến nữa, bố bố lỗ lùng cười nói, trảo pháp của ngươi, rất không tệ. Còn kém khắc la phu sa. La phong nói. Không phải bố bố lỗ lắc đầu, ta thu thập một vài tư liệu, cũng đã thấy một vài video của ngươi. Ta cũng biết tên khắc la phu này. Trảo pháp hắn rất lợi hại. Nhưng trảo pháp của hắn đi lệch đường rồi. Hả? La Phong nghi hoặc. Trảo pháp của ngươi, ngược lại mới có tiềm lực vô hạn. Bố bố lỗ lùng hài lòng nhìn La Phong. Ta không có gì yêu cầu ngươi sửa chữa. Ngươi đã biết trảo pháp, vậy càng dễ dàng học hơn. Từ giờ trở đi, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi một bộ bí pháp về trảo, Tam Thiên Tinh Không, là bộ bí pháp ta tự nghĩ ra, thông qua bộ bí pháp này, ngươi có thể cảm ngộ được quy luật hệ kim, quy luật không gian. Dạ la phong cung kính đáp ừm bố bố lỗ lùng hài lòng gật đầu vốn vì quan hệ với chân diễn vương bố bố lỗ cho rằng mình hơi chăm chú một chút là được nhưng nhìn tới trảo pháp vừa rồi lại có một thiên tài hoàng mỹ như vậy làm hắn cũng tâm động sau đó hắn đem bí pháp tam thiên tinh không mà hắn thành danh toàn bộ truyền thụ bố bố lỗ sao biết được trảo pháp của la phong kỳ thật là truyền thừa từ pho tượng thần thú nhất mạch Đương nhiên đi theo đường chính rồi. Từ hôm nay, La Phong chuyên môn phân ra 5 phần ý thức, cùng Bố Bố Lỗ lùng tiến hành nghiên cứu học tập. Học tập xong lại thông qua kim giác cự thú trong thể nội thế giới để nó tiếp tục tìm hiểu. Việc này cũng làm Bố Bố Lỗ phát hiện, tốc độ tiến bộ về lĩnh ngộ của La Phong quá kinh người. Còn 5 phần ý thức khác vẫn tiếp tục nhận truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, Ma Âm Sơn trong 32 tòa truyền thừa điện toàn bộ đều có người đang nhận truyền thừa chủ yếu là vì năm đó La Phong đột nhiên chiếm trước mất suất của môn thương vương. Điều này khiến những thần linh bất hủ khác vốn đã được có suất đều sợ hết hồn. Ai nấy đều yêu cầu với Hồng Minh, cuối cùng sớm tiến vào truyền thừa điện cả lũ. 32 tòa truyền thừa điện, có 31 thần linh bất hủ và một thanh niên cấp vũ trụ bậc chính. Bên trong truyền thừa điện, những bậc thang truyền thừa không ngừng kéo dài lên cao, kéo dài vào sâu trong hư không. Tòa điện phủ sâu trong hư không vẫn còn tồn tại ở đó. Tầng thứ 2316. La Phong như một bức tượng đứng trên bậc thang đá màu đen, một nửa ý thức đang trên người con kim giác cự thú, kết hợp với Tam Thiên Tinh Không do sư phụ Bố Bố Lỗ truyền lại mà tìm hiểu ý cảnh huyền diệu ẩn chứa trong pho tượng thần thú. Gặp phải một vài vấn đề khó khăn không hiểu, vẫn có thể đi hỏi Bố Bố Lỗ tầng thứ 2316 thành công, La Phong như một bức trượng mở tròn mắt, trong mắt có chút mừng rỡ. Mặc dù lúc trước cử hành tư cách chiến, nhưng tư cách chiến không ảnh hưởng với việc ta nhận truyền thừa chút nào. La Phong cảm thấy rất sung sướng, rồi đột nhiên trong đầu hiện lên thân ảnh của Khắc La Phu. Cũng với mình, Khắc La Phu cũng trong lúc tiến hành tư cách chiến vẫn còn ở trong nhiệm vụ tu luyện cấp tuyệt cảnh. Nhưng, Khắc La Phu không được hạnh vận như mình hai năm rồi tư cách chiến đã diễn ra khoảng chừng hai năm rồi nhưng vẫn không có tin tức gì của khắc la phu la phong nhíu mày không có biện pháp xác nhận được hắn rốt cuộc còn sống hay đã tử vong sống hay chết đích xác rất khó xác nhận đặc biệt là ở trong một vài nhiệm vụ tuyệt cảnh nơi có hoàn cảnh đặc thù giả thiết như la phong trong ma âm sơn bị đánh chết thậm chí bị người hủy thi diệt tích rồi đoạt mất bảo vật Đến lúc đó công ty vũ trụ giả định làm sao xác nhận được La Phong rốt cuộc là còn sống hay đã chết, một vài hoàn cảnh càng đặc thù thì việc xác nhận sinh tử lại càng khó khăn. Gần 2 năm qua, Khắc La Phu luôn không thể tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lần tranh đoạt chiến vì hắn không hiện thân nên mới dẫn đến việc không chiến mà bại. Nếu hắn còn sống, hẳn cũng phải một lần tiến vào mạng vũ trụ giả định mới đúng. Ít nhất cũng nói cho các bằng hữu về tình huống mình. Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi la phong nhướng mày đột nhiên liên tưởng đến việc gì đó không khỏi giật mình hết hồn nguy hiểm thật nhiệm vụ tu luyện này liên tục làm ta chiếm được nhiều chỗ tốt cũng làm cho ta càng thêm kiêu ngạo giả tâm lớn hơn nữa cũng may bây giờ ta đã tỉnh ngộ la phong nghĩ lại mà sợ trong nhiệm vụ huyết lạc thế giới hắn đã chiếm được chỗ tốt rất lớn sau đó các nhiệm vụ cấp nguy hiểm khác thì la phong chỉ hoàn thành yêu cầu cơ bản không hề thăm dò xem bí mật ẩn chứa trong thế giới nhiệm vụ này còn sau khi vào nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tìm được truyền thừa ma âm thần tướng la phong lúc đó đã quá kích động mà đưa ra một đạo lý những nhiệm vụ đặc thù đó phỏng chừng đều có một chút bí mật gì đó những bí mật ấy e rằng cũng đại biểu cho một đại kỳ ngộ lúc đó do nghĩ mình đã hiểu được đạo lý nên la phong còn hơi hối hận hối hận tại vì sao trong vài nhiệm vụ cấp nguy hiểm khác không chịu dò xét một phen song lúc này khi nghĩ lại về việc của khắc la phu lại làm la phong thoáng cái đã bừng tỉnh ta ta thật sự quá mù quáng mỗi một yêu cầu nhiệm vụ tu luyện đều phi thường nguy hiểm tỷ như ở huyết lạc thế giới tìm được ba viên huyết lạc tinh dung hợp xong trở thành huyết vũ giả đối với thiên tài cấp vũ trụ bậc chính thì là một việc rất nguy hiểm rất khó khăn dù sao một lần sơ sót sẽ bị thổ dân cấp vực chủ truy sát, mà lại còn không thể sử dụng vũ khí loại khoa học kỹ thuật. La Phong thầm nói, còn việc tìm kiếm bí mật của thần phế khư, tìm kiếm bí mật pho tượng thần thú, càng thập thử nhất sinh. Và cả ma âm sơn nữa. Sinh tồn trong ma âm sơn 3 năm, đã thuộc loại nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh rồi. Cho dù có thể tránh thoát được sự đáng sợ của ma âm, nhưng không biết chừng sẽ gặp phải cấp giới chủ thổ dân, thậm chí gặp phải huyển thú cấp giới chủ. Sinh tồn 3 năm đích xác xem như là một nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Còn muốn tìm được ma âm thần tướng truyền thừa, thì căn bản là là nhiệm vụ nhất định sẽ chết. Trên trán la phong đổ đầy mồ hôi lạnh. Nơi truyền thừa ma âm thần tướng, ngay cả giới chủ cũng đều chắc chắn sẽ chết. Cho dù là thần linh bất hủ, cũng phải là thần linh bất hủ tương đối mạnh mới có thể tránh thoát được những cản trở của đám huyễn thú khổng lồ đáng sợ ấy nếu không phải vì ta có phân thân ma sát tộc, ta chắc chắn sẽ chết. Tráng La Phong đổ đầy mồ hôi hột, lần này vận khí của ta tốt như vậy, nhưng tiếp theo thì không nhất định, những nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh khác, e rằng cũng ẩn chứa một vài đại bí mật. Còn muốn thăm dò những đại bí mật ấy, tìm được chỗ tốt, e rằng mức nguy hiểm là không thể kém hơn ma âm sơn. Bên trong ma âm sơn chính là huyển thú. Huyển thú ý thức kém, nhưng những đại bí mật của các nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh khác, nguy hiểm ẩn chứa lại không nhất định là huyển thú giả thiết là một vài thủ hộ giả có trí tuệ cấp bất hủ đến lúc đó e rằng sẽ giết ta chết tươi la phong vẫn còn sợ hãi những bí mật ẩn chứa trong thế giới nhiệm vụ tu luyện tựa như một thứ ma túy ăn xong một lần lại làm cho người ta si mê nhưng chỉ một lần sơ sót lại bị mất mạng vì nó ngay ta có phân thân ma sát tộc phân thân kim giác cự thú năng lực sinh tồn thật ra mạnh hơn những thiên tài bình thường khác yêu cầu nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh ta phải vô cùng cẩn thận thì cũng có thể hoàn thành nhưng nếu như ta có giả tâm quá lớn ngược lại mù quáng đi tìm kiếm một vài đại bí mật đại kỳ ngộ e rằng rất có thể vứt luôn cả tính mạng la phong thầm nghĩ được rồi dựa theo sư phụ nói thực lực của khắc la phu trong một hai trăm năm gần đây đột nhiên bộc phát la phong sáng mắt lên chẳng lẽ chứng tỏ khắc la phu cũng từng ở một nhiệm vụ tu luyện mà đã phát hiện ra một bí mật nên thu được đại kỳ ngộ dựa theo la phong đoán mỗi một nhiệm vụ có lẽ đều ẩn chứa chút bí mật la phong không cho rằng chỉ mình hắn phát hiện ra điều này rất có thể là như thế này vì một hai trăm năm trước hắn tìm được đại kỳ ngộ do đó quen ăn bén mùi lần này nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh phỏng chừng hắn cũng cố tình hay sau đó mà cẩn thận quan sát thăm dò xem có đại bí mật không có thể bởi vậy mà nảy sinh một loạt những nguy hiểm đáng sợ cuối cùng bởi vậy mà chết đi la phong sáng mắt lên rất có thể là như thế này mình đã đoán ra mỗi một nhiệm vụ đều ẩn chứa một bí mật do đó nổi lên giả tâm người khác cũng có thể như vậy loại siêu kỳ ngộ này cũng mang theo rất nhiều phiêu lưu ta lần này có thể nhờ vào phân thân ma sát tộc mà thoát nạn, lần sau thì sao? La Phong lập tức cảm thấy phải cẩn thận. Vèo. La Phong bước thêm một bước, hóa thành một luồng ảo ảnh, dừng trên tầng thứ ít ít ít. Trên cầu thang truyền thừa, nhất thời những bí pháp vô cùng huyền diệu không ngừng truyền vào trong trí nhớ La Phong. La Phong lại một lần nữa tu luyện bộ bí pháp truyền thừa này, làm linh hồn mình trong lúc tu luyện lại phát sinh một chút thay đổi bộ bí pháp truyền thừa xét về phương thức tu luyện thì rất giống hồn ấn do sư phụ la phong lúc trước hô diên bác sáng chế bí pháp hồn ấn cũng linh hồn phát sinh một vài thay đổi lột xác cuối cùng mới có thể thi triển bí pháp bô đã chí cao ma âm truyện thừa cũng từ từ thay đổi bản chất niệm lực linh hồn của la phong là linh hồn cấp vực chủ bậc chính hình thái là một viên tinh cầu ngưng tụ còn trong viên tinh cầu này lại có những đường vân vàng khắp nơi Vô số đạo đường vân vàng dày đặc trong tinh cầu linh hồn, những đường vân vàng huyền diệu dị thường. Theo La Phong không ngừng tu luyện bí pháp, làm những đường vân vàng trong linh hồn từ từ dần dần gia tăng. Những đường vân vàng trong linh hồn trung càng nhiều, thì cường độ chấn phúc niệm lực cũng càng ngày càng mạnh. Xong, nhận ma âm thần tướng truyền thừa cuối cùng cũng có một điểm cuối. Bậc thang truyền thừa thứ 3211 Vù 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 la phong cả người quỳ gối bậc thang đá da trên toàn thân đều đang đổ mồ hôi hột sắc mặt tái nhợt đôi mắt thoáng ánh lên những tơ máu cả người không kìm được phải ôm đầu linh hồn mệt mỏi vô tận làm la phong chỉ cần bỏ qua việc chống cự thì e rằng trong nháy mắt đã bị hôn mê linh hồn đau đớn mãnh liệt càng làm cho la phong muốn băng hoại kiên trì kiên trì tới tầng truyền thừa này trong lòng la phong không ngừng gầm lên như đang không ngừng thôi miên mình tự mình thôi miên. Cả người quỳ gối trên bậc thang, lung lay như sắp đổ. Theo lý thuyết thời gian ở mỗi một bậc thang truyền thừa không dài. Nhưng La Phong lại cảm giác mỗi một giây đều dài hơn một năm. Linh hồn đau đớn mệt mỏi vô tận làm La Phong lâm vào một trạng thái như đần cả người, thậm chí còn không hề có gì biện pháp tự hỏi bản thân nữa. Tốc độ tự suy nghĩ e rằng kém cả một hài tử bình thường trên địa cầu. Tốc độ tự duy chậm rãi vô cùng, tùy thời có thể đình chỉ. Linh hồn mệt mỏi dẫn đến việc khống chế đối với cả thân thể cũng yếu bớt đến cực hạn, cả người quỳ trên mặt đất, tùy thời sẽ nằm xuống. Rốt cục, bộ phận truyền thừa ẩn chứa ở tầng thứ 3211 rốt cục cũng chấm dứt. Rốt cục thành công rồi rồi. Trong lòng La Phong thả lỏng, lập tức cơn mệt mỏi vô tận trong nháy mắt đã vùi dập ý thức La Phong, trong nháy mắt hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ầm ầm La Phong cả người nằm xoài trên cầu thang, không nhúc nhích, đã chìm vào hôn mê rồi. Không biết qua bao lâu, La Phong rốt cục cũng mở mắt. "Hả?" La Phong trở mình đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Mình đã ở trên quảng trường truyền thừa điện rồi, còn cánh cửa truyền thừa điện đã đóng lại. La Phong, sau khi ngươi ngủ say chừng 5 giờ, ngươi đã bị sức mạnh vô hình bọc lấy cả người, rồi đưa đến quảng trường. Còn truyền thừa điện thì tự động đóng lại. Nói cách khác. Truyền thừa kết thúc rồi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. La Phong lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Kết thúc rồi à. La Phong cười nhìn quanh bốn phía. Bầu trời quảng trường không có một vật gì. Màn ánh sáng trắng ngoài quảng trường vẫn tồn tại. Màn ánh sáng trắng này ngăn cản những con huyễn thú bay vào. Ta ngủ say bao lâu rồi? La Phong hỏi. 31 ngày. Ba ba tháp nói. Ngủ say dài thế. La Phong hết hồn. Mình nhận ma âm thần tướng truyền thừa, cũng gần 12 năm rồi. 12 năm qua, linh hồn mình nhờ luôn luôn tập trung vào tu luyện truyền thừa mà không ngừng được cải tạo, chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Loại mệt mỏi này vẫn không ngừng tăng lên, ta lần này cũng gặp đại vận rồi. Vốn ta xông tới tầng thứ 1.200 là đến cực hạn rồi. La Phong cười cảm khái không ngờ thông qua phân thân ma sát tộc lại tìm được kim hồn quả, thay đổi tính chất linh hồn, làm linh hồn thích hợp với nhận truyền thừa hơn nữa, do đó mới giúp cho ta kiên trì tới tầng 3211. Truyền thừa ma âm thần tướng giai đoạn đầu tiên cộng có 3333 tầng, trong những tuế nguyệt ức vạn năm đằng đẳng, có hơn 10 vạn sinh mạng tới đón nhận truyền thừa, cơ hồ đều là thần linh bất hủ tới nhận truyền thừa. Nhưng rất nhiều thần linh bất hủ, đều gặp cực hạn khi tới khúc cuối cùng giai đoạn đầu tiên. La Phong, dựa vào kim hồn quả, mới được thành tích sánh ngang rất nhiều thần linh bất hủ. Truyền thừa chấm dứt. La Phong đứng trên quảng trường, trên quảng trường vẻn vẹn chỉ có hắn một, 12 năm qua, 5 năm trước. Ta từng cho kim giác cự thú dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 98 thành công. Bây giờ ta cảm giác, ta đã mạnh hơn 5 năm trước. Có lẽ có thể dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 rồi. La Phong tâm tình rất sung sướng, muốn làm là làm ngay, lập tức cho Kim Giác Cự Thú thể nội thế giới bắt đầu thử dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99, năm đó tại huyết lạc thế giới. Phân thân ma sát tộc dựa vào phi thuyền tộc cơ giới mà tung hoành huyết lạc thế giới, trắng trợn thu gom gần vạn viên huyết lạc tinh. Kim Giác Cự Thú mặc dù gen trong cơ thể mạnh hơn con thú hoang kỳ ngưu nhiều, nhưng lúc đó sau khi dung hợp thành công viên huyết lạc tinh thứ 97, Tiếp tục dung hợp huyết lạc tinh nữa thì sát khí lại bốc ra quá đáng sợ. Ý chí La Phong cũng không thể chịu được. Do đó năm đó chỉ có thể tạm thời đình chỉ, đợi tương lai khi có đột phá. Trong quá trình tu luyện truyền thừa ma âm thần tướng, ta đã không ngừng thừa nhận áp lực, cũng tôi luyện ý chí ra rất nhiều. Hơn nữa bí pháp truyền thừa chính là dùng để thay đổi linh hồn, làm ta khống chế linh hồn mạnh hơn mấy chục lần. La Phong thầm nói, hơn nữa qua 12 năm phương diện tu tâm của ta không hề đình chỉ lúc nào cả. Tu tâm, khác với tu luyện. Tỉ như cảm ngộ quy luật, nghiên cứu bí pháp, đều cần mất rất nhiều tâm lực, nhưng tu tâm, không cần tiêu hao tâm lực bao nhiêu, kỳ thật chính là một loại tâm tình. Tỉ như lúc chiến đấu phải điều chỉnh tâm cảnh. Nếu không khi chiến đấu mà phát huy thất thường, chỉ có thể phát huy 7-8 phần thực lực là cùng. Còn như lôi thần, hồng, về phương diện tu tâm đã tới cảnh giới cực cao cho dù gặp phải việc phức tạp tới đâu đi nữa, cũng không rung chuyển được tâm tình của họ. Lúc chiến đấu, họ ngược lại sẽ phát huy vượt xa người thường. Người khác khi vượt xa người thường, có thể phát huy là do dưới tình huống bột phát đặc thù nào đó. Còn như Hồng, lại có thể bất kỳ thời khắc nào bảo trì phát huy 200%. Đây là một loại tâm tình cực cao, có thể phát huy một loại thực lực siêu cực đoan. Đương nhiên Hồng, về phương diện tu tâm, đã sánh ngang với những thánh nhân siêu phàm trong lịch sử từ cổ chí kim hoa hạ quốc cho dù là lôi thần thì tâm tình hắn cũng kém hơn hồng cả một cấp độ còn la phong lại còn kém hơn lôi thần một bậc may mà la phong có hai nhân vật cấp đại sư như hồng lôi thần dẫn dắt do đó trên phương diện tu tâm vẫn luôn luôn tiến bộ tu tâm và tu luyện lâu dài không có quan hệ gì nhiều còn một vài vũ giả khi tu luyện muốn tu luyện tới thần linh bất hủ tối thiểu cũng phải mấy vạn năm, có khi cần trăm vạn năm. Nhưng phương diện tu tâm, ngắn ngủn vài chục năm là đạt tới trình độ trí cao. Dù sao cổ nhân Hoa Hạ quốc cũng có tuổi thọ phần lớn không vượt qua trăm năm. 12 năm, 12 năm qua, La Phong đã tiến bộ không ít. Đáng tiếc trên cảnh giới ba lớp tu tâm, hắn vẫn chỉ ở cảnh giới tầng đầu tiên đỉnh cao mà thôi. đương nhiên chỉ luận về ý chí, đã vô cùng cường hãn rồi. La Phong đứng trên quảng trường yên tĩnh. Trong thể nội thế giới, kim giác cự thú khổng lồ như hai sơn mạch liên miên, cặp con ngươi màu vàng sậm có thể so với một hồ nước lớn đang nhìn chầm chầm vào một viên huyết lạc tinh đang nằm trên lớp vẫy móng phải. Viên thứ 99 Móng phải khẽ nhếch lên, đồng thời lợi trảo sắc bén cắm vào lòng bàn tay. Nhất thời vẫy lòng bàn tay hắn đã rỡ ra. Viên huyết lạc tinh nhỏ bé được kim giác cự thú khống chế niệm lực, chạm thẳng vào vết thương. Một cú đụng chạm, nhất thời một luồng lực vô hình trong nháy mắt truyền vào người kim giác cự thú. Trống, kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm đau đớn phẫn nộ. Đây là sát khí va chạm với ý chí. Sát khí vô tận phi thiên cái địa, như vô số chiến xa gầm lên ép tới, ý chí la phong vẫn cô động như một thanh đao, không ngừng chống cự với những lần công kích. Loại công kích thuần túy ý chí này, cho dù có vũ lực mạnh đến đâu cũng không có một chút tác dụng phụ trợ nào cả ta nhất định sẽ thắng nhất định có thể thắng sát khí không làm gì được ta không làm gì được ý chí la phong vẫn đang gầm lên lần lượt kiên trì đột nhiên sát khí vốn vô cùng mãnh liệt lại như thủy triều lui đi nhanh chóng sút giảm đồng thời viên huyết lạc tinh trên móng phải kim giác cự thú bắt đầu truyền vào những sợi tơ huyết lạc huyết sắc Huyết lạc lực không ngừng dung nhập vào móng phải của Kim Giác Cự Thú, lại một lần nữa thay đổi móng phải đáng sợ của Kim Giác Cự Thú. Đau đớn, một lần nữa lại tấn công. Có thể tưởng tượng được đau đớn khi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 lớn như thế nào. Cơn đau này làm Kim Giác Cự Thú đau đớn điên cuồng, liên tục đập xuống mặt đất, xé vụn cả sơn mạch, nhưng dù đau đớn tới mấy cũng phải cố mà chịu. Rốt cục, đau đớn cũng thối lui. Viên huyết lạc tinh thứ 99 hoàn toàn dung nhập vào móng chân phải. Trống. Kiên giác cự thú ngẩng đầu hưng phấn gầm lên. Tiếng gầm vang vọng cả trong thể nội thế giới vô tận. Khẽ giơ móng chân phải lên, khu động lực huyết lạc cường đại ẩn trong móng chân phải. Nhất thời cả móng chân phải nhanh chóng phát sinh biến hóa. Gân cốt, vẫy, cơ bắp vân vân, từ những tế bào nhỏ nhất đều phát sinh lột xác, biến thẳng thành một móng vuốt màu vàng kim nhạt, hơn nữa trên móng vuốt còn rải rác những hoa văn kỳ bí phức tạp dày đặc đỏ như máu. Hoa văn kỳ bí rải rác cả móng chân phải, thoáng hình thành một đồ hình. Một đồ hình đầu thú đang gầm thét. Đồ hình quỷ dị thật. Lúc trước khi dung hợp thành công viên huyết lạc tinh thứ 98, trên móng chân phải có khả năng hiện ra đồ hình hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Lúc đó La Phong cũng không phát hiện ra hình vẽ của hoa văn kỳ bí này là đồ hình đầu thú đang gầm thét nhưng khi dung hợp viên thứ 99, tăng thêm mấy trăm hoa văn kỳ bí, làm hoa văn kỳ bí vốn tán loạn thoáng cái đã đầy đủ hơn rất nhiều. Hoa văn kỳ bí hình thành một đầu thú. Rất giống đầu pho tượng thần thú. Cái khác nhau duy nhất là không có sừng như pho tượng thần thú. Nguyên nhân chính là vì khuyết mất một sừng, do đó thấy đồ hình cấu thành hoa văn kỳ bí đỏ như máu, lại làm La Phong cảm giác thấy không viên mãn. Phỏng chừng dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 SNG thì sẽ có hình đầy đủ. Ừm, thử xem, xem có thể dung hợp được viên huyết lạc tinh thứ 100 không? Kim giác cự thú một lần nữa lấy ra một viên huyết lạc tinh, lần nữa bắt đầu thử dung nhập. Trên quảng trường. La Phong đứng trên quảng trường. Bên cạnh sàn đá đầy máu. Chính là vừa rồi khi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99, bản công người địa cầu đã phát tiết đau đớn mà ra. Vù dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 thất bại. La Phong xoa mồ hôi trên trán. Dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 quả thật là rất khó. Phỏng chừng còn vài năm nữa, ý chí ta tăng lên một chút nữa, mới có thể dung hợp thành công. Dung hợp viên thứ 99 thành công, dung hợp viên thứ 100 thất bại, nhưng La Phong cũng rất hưng phấn. Vì căn cứ vào đồ hình hoa văn kỳ bí đỏ như máu hiện ra trên móng chân phải, thấy đó là đồ hình đầu thú đang gầm thét, hơn nữa con thú đó hoàn toàn giống như pho tượng thần thú chỉ khuyết mất một sừng khuyết lạc tinh quả thật là có liên quan tới thần thú trong truyền thuyết khuyết lạc thế giới la phong thầm nói bất luận là huyết vũ giả hắc vũ giả hay kim giác cự thú đều có khả năng khu động khuyết lạc lực chắc chắn có liên quan tới con thần thú kia từng hơn nữa ta phỏng chừng đợi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 thành công mọc ra một sừng thì đồ hình hoa văn kỳ bí sẽ hoàn thiện, rất có thể còn có một kinh hỷ nữa. La Phong cảm thấy sung sướng, nhìn quanh quảng trường. Trên quảng trường không có sinh mạng nào khác, còn phía dưới thâm uyên thế giới cung điện truyền thừa thì đang có ức vạn con huyễn thú. Huyển thú vô tận, có không ít những con huyển thú khổng lồ cấp bất hủ. Cần phải trở về. Thân thể La Phong chợt biến ảo. Vèo. Hoán đổi thành phân thân ma sát tộc, phân thân ma sát tộc cũng trong nháy mắt biến ảo thành một con gấu băng. Con gấu băng thật thà phúc hậu đáng yêu nhìn nhìn bốn phía, lập tức bắn manh về phía trước. Vù, gấu băng xông thẳng vào màn ánh sáng trắng, liếc mắt đã thấy phía dưới thâm nguyên thế giới vô tận những con huyễn thú. Bùng một tiếng, con gấu băng rơi thẳng xuống trên tầng băng, đứng lên vẻ rất ngu ngốc. Chung quanh cũng có cả đám huyễn thú ngu ngốc, căn bản không con nào để ý tới con gấu băng này. Hả? Gấu Băng nhìn ra phía trước, giữa không trung có 32 tòa cung điện lơ lửng. Của 32 tòa cung điện đều có ánh sáng trắng. Ngay sau đó, màn ánh sáng trắng bao quanh tòa cung điện lúc trước La Phong nhận truyền thừa bắt đầu từ từ tiêu tán. Xem ra 31 tòa cung điện khác đều có sinh mạng đang nhận truyền thừa. Con gấu băng liếc nhìn. Dù sao ta đã nhận truyền thừa xong, không thể nhận nhiều hơn. Từng tranh thủ thời gian ra ngoài gấu băng nhìn quanh bốn phía. Thâm viên thế giới mênh mông rét lạnh, bất luận đi về hướng nào thì mênh mông, trải rác những con huyển thú dày đặc nhìn không tới cuối. Số lượng huyển thú nhiều vô cùng, quả thực khó tin. Làm sao ta có thể ra ngoài đây, gấu băng la phong sửng sốt. Sao mà ra ngoài? Lúc trước bị mạc lạc một cước đạp xuống động sâu, rơi vào thâm viên thế giới. Chẳng lẽ muốn thông qua động sâu bay trở về? Khu vực động sâu, cũng có vài con huyễn thú cấp bất hủ khổng lồ. mỗi một con huyễn thú cấp bất hủ, đồng thời khống chế rất nhiều động sâu. chỉ cần huyễn thú cấp bất hủ, tùy ý thi triển cũng có lực thôn vệ đáng sợ như lần đó. ta không nên treo vào chúng thì tốt hơn. la phong hồi ức lại. dưới vô số động sâu rải rác phía dưới là những con huyễn thú cấp bất hủ. còn la phong biến hóa thành gấu băng, không thấy có bất kỳ con huyễn thú nào bay ra khỏi động sâu cả những con huyễn thú khác chưa từng bay ra khỏi động sâu. Những con huyễn thú khác không làm, thì ta cũng không thể làm. La Là Phong thầm nghĩ. Lúc này, con gấu băng bắt đầu lan bạc trong thâm nguyên thế giới mênh mông. Nhưng đã ba ngày qua đi, con gấu băng cũng không tìm được biện pháp có thể ly khai vùng thâm nguyên thế giới này. Điều này làm con gấu băng bắt đầu nóng ruột. Ta cứ theo một phương hướng mà đi mãi vậy. Ta không tin, đi không đến nơi cuối gấu băng bắt đầu dọc theo một phương hướng không ngừng đi về phía trước chốc chốc chạy nhanh lướt đi cả trăm vạn km chốc chốc lại thông lắc môn chậm rãi cứ như vậy con gấu băng càng chạy càng xa dần dần trong phạm vi tầm nhìn nó đã thấy ít huyễn thú hơn khi nào thì có thể đi ra khỏi địa phương quỷ quái này vậy con gấu băng la phong thầm nghĩ vẫn bảo trì một phương hướng mà di chuyển trong phạm vi tầm nhìn huyễn thú thậm chí thi thoảng mới có thể thấy một con huyễn thú. Gừ. Ma âm cường đại trong nháy mắt quét qua, con gấu băng la phong khẽ rung lên. Mặc dù là phân thân ma sát tộc biến hình, nhưng dù sao trên người gấu băng trong người cũng có nguyên hạch của, trong nguyên hạch cũng ẩn núp linh hồn, tự nhiên là chịu ảnh hưởng của ma âm. Ma âm này đại khái có thể ảnh hưởng tới cao thủ giới chủ giai đoạn đầu. Ma âm. Gấu băng đột nhiên dừng lại, trợn tròn mắt, có vẻ vô cùng sung sướng. Lại có ma âm. Ở thâm viên thế giới, đi mãi suốt cả một vùng rộng lớn, chưa bao giờ phát hiện ra ma âm công kích. Mẹ kiếp. Rốt cục gặp được ma âm rồi. Gấu băng la phong kích động vô cùng, kích động như muốn khóc. Nơi này có thể phát hiện ma âm, xem ra cũng sắp ra khỏi thâm viên thế giới rồi. Gấu băng lập tức kích động hóa thành một luồng ảo ảnh, chạy như bay một hơi chạy như bay hơn 10 vạn km, rốt cục thấy được vách núi đá phủ băng mênh mông. Trên vách núi có rất nhiều thông đạo hang động. Hang động âm u quen thuộc biết bao nhiêu, hang động âm u làm cho người ta yêu thích biết bao nhiêu. Gấu băng kích động tung bốn vó, lập tức lướt vào một hang động âm u. Hang động âm u lạnh giá, gấu băng một mình lang thang hang động, tâm tình rất sung sướng. Bất luận làm sao, bây giờ cuối cùng cũng có thể ly khai thâm uyên thế giới. Đối với gấu băng La Phong, cả ma âm sơn ngoại trừ thâm uyên thế giới ra, những nơi khác căn bản không có uy hiếp gì với hắn cả. Một đường tiến bước, bảo trì tốc độ khá nhanh, một lát sau đã đến cuối hang động âm u, cuối hang động là nơi giao lộ, tổng cộng có tới 395 thông đạo hang động giao nhau. Ách, gấu băng ngu ngốc nhìn quanh bốn phía. Phiền to rồi. Phiền phức lớn rồi đây. Gấu băng La Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề trong ý nghĩ của ta chỉ là ghi lại một đường di chuyển thôi còn bây giờ ta không thể theo đường cũ mà phản hồi nữa rồi trong ma sơn một hang động liền với mấy trăm hang động khác tùy tiện một hang động này lại tiếp tục nối liền với rất nhiều hang động khác lộ tuyến vô cùng phức tạp có thể nói là một siêu mê cung cho dù là những cường giả xông vào ma âm sơn bình thường cũng đều dựa theo đường cũ mà phản hồi nếu không dựa theo đường cũ phản hồi mà chạy loạn thì e rằng không biết bao nhiêu năm mới có thể từ trong mê cung đi ra. Làm sao bây giờ? Lúc trước ta chưa bao giờ tới nơi này. Trước mắt có 394 hang động, ta nên lựa chọn tiến vào hang động nào đây? Gấu băng nhìn những hang động khổng lồ trước mắt. Hoặc là quanh co, hoặc là đi thẳng, hoặc loanh quanh rẽ ngang dọc, nhất thời hoàn toàn không biết nên làm gì. Không biết đường. Phản hồi cũng được. Trong ốc La Phong nhanh chóng suy nghĩ, không có biện pháp khác, chỉ có một biện pháp. Tìm những nhân loại khác. Những nhân loại khác hẳn là biết được lộ tuyến đi như thế nào. Dù sao trong điều kiện bình thường, có thể đi tới đây, vẫn có thể quay trở lại. Loại như La Phong thì rất ít. Cấu băng La Phong tùy tiện lựa chọn một hang động, tùy tiện di chuyển. Rõ là xui xẻo. Lại gặp phải một con huyễn thú chặn đường, không tồi, chỉ là một con huyễn thú cấp vũ trụ ngu ngốc một nam tử vóc người rắn chắc vô cùng mặc áo choàng màu vàng trên trán có hai sừng cong màu trắng bạc lúc này nhìn thấy con gấu băng huyễn thú trước mắt rất tùy ý lấy ra rất từ phía sau hai thanh đại chùa y hai thanh đại chùa y màu đỏ sẫm huyễn thú ngu ngốc ngã xuống cho ta nam tử cơ bắp trong nháy mắt đảo qua một luồng ảo ảnh quỷ mị đánh về phía gấu băng huyễn thú vù Gấu băng huy động bàn tay hàng băng, nhanh như thiểm điện. Sao có thể? Huyển thú cấp vũ trụ sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Nam tử cơ bắp hoảng sợ trợn tròn mắt. Bàn tay gấu đập vào hắn với tốc độ đáng sợ căn bản không thể né tránh được, chụp thẳng vào thân thể hắn, đấm cho cả người hắn hóa thành bùn, sau đó ném văng ra xa, đập vào vách đá bên cạnh. Thi thể rách nát ngã xuống mặt đất. Gấu băng liếc nhìn thi thể đó, rồi lập tức đi đến bên cạnh thi thể bắt đầu thu thập những vật phẩm trên người thi thể này lại không có trí năng quan não thật là xui xẻo thân thể gấu băng trong nháy mắt mờ đi biến thành bản tôn người địa cầu la phong nhìn thi thể trước mặt cao mày ta cần tìm đến bản đồ lộ tuyến ly khai ma âm sơn còn bản đồ lộ tuyến phàm là gì được các những cường giả ấy ghi vào trong trí nhớ thì đồng thời bình thường trí năng quan não thiếp thân cũng sẽ tự động ghi chép nhưng người trước mắt này lại không có trí năng quan não đúng vậy cửu tinh hải mặc dù có vài lãnh đạo có trí năng quan não nhưng nơi đó dù sao cũng là chỗ của thổ dân rất ít người có trí năng quan não la phong hơi phiền não trong trí nhớ của cường giả thổ dân hẳn là có bản đồ lộ tuyến nhưng việc sưu tầm ký ức là một việc rất phiền phức bình thường mê hồn thôi miên là dễ dàng nhất tiếp theo là cưỡng ép hủy diệt gạt bỏ một bộ phận ký ức là khó nhất đó chính là việc phân tích sưu tầm ký ức cho dù là đại sư loại linh hồn có thể dễ dàng gạt bỏ ký ức một ai đó nhưng muốn phân tích lấy ra một vài điểm trong trí nhớ thì lại cực khó còn đám thổ dân thì yếu nhất cũng là cấp vũ trụ cường giả cấp vũ trụ cường độ linh hồn đã rất mạnh rồi la phong có thể dễ dàng mê hồn thôi miên nhưng muốn gạt bỏ ký ức thì đã gần như không thể rồi còn muốn đọc được ký ức người khác càng tuyệt đối không thể e rằng chỉ có thần linh bất hủ mới có thể sưu tầm toàn bộ ký ức của cường giả cấp vũ trụ mê hồn thôi miên đối phương làm đối phương tự thuật bản đồ lộ tuyến la phong lắc đầu ma âm sơn là một siêu mê cung bản đồ lộ tuyến cũng phức tạp vô cùng chỉ dùng miệng nói thì căn bản không nói rõ được bắt một tên gia hỏa cấp vũ trụ buộc hắn dẫn đường la phong lắc đầu vẫn không được tốc độ di chuyển của ta rất nhanh không hề bận tâm bởi ma âm còn những thổ dân cấp vũ trụ ấy lại phải cẩn thận với ma âm vì một lần sơ sót gặp phải ma âm mạnh một chút họ sẽ trở thành một cái xác không hồn nghĩ tới nghĩ lui la phong cảm thấy vẫn nên tìm trí năng quan não là tương đối tốt bất luận như thế nào có thể tới ma âm sơn đều phải là những cường giả ở cửu tinh hải e rằng cũng phải hơn nữa là có trí năng quan não La Phong ngụy trang thành thổ dân, một đường di chuyển. Trong ma âm sơn đích xác mọi người rất điên cuồng. Chỉ cần ai đó chạm mặt La Phong trong hang động, cho rằng mình mạnh hơn La Phong, đều sẽ hội chủ động ra tay muốn đánh chết La Phong ngay. La Phong nghe truyện trên TV audio CV mất 4 ngày, đánh chết chính thổ dân. Sau khi đánh chết thổ dân thứ 9, rốt cục cũng chiếm được trí năng quan não trên cánh tay thổ dân này. Ba ba tháp, xâm nhập vào trí năng quan não, ra tìm bản đồ lộ tuyến. La Phong vội phân phó. Hiểu. Ba ba tháp nhanh chóng thẩm thấu vào trí năng quan não rất bình thường này. Đã ra tìm được bản đồ lộ tuyến. Ba ba tháp hưng phấn nói, chẳng mấy chốc là có thể ra khỏi đây, hả? Trên mặt La Phong lộ ra vẻ vui sướng. Rốt cục, mình rốt cục có thể ly khai ma âm sơn rồi, thật là không dễ dàng gì. Âm âm một luồng sức mạnh vô hình cường đại trong nháy mắt đảo qua khu vực này bản thân La Phong thật ra không phát hiện ra, nhưng ba ba tháp lại lập tức thét to, La Phong, cẩn thận, là lực thế giới thăm dò. Hẳn là chung quanh có cường giả giới chủ. Giới chủ. La Phong nhíu mày. Đối với cường giả giới chủ, La Phong cũng không phải quá sợ hãi. Ngoài 19.3 km. 10 km, hắn tới rồi. Ba ba tháp thét to la phong lại chỉnh hiếu mày nhìn hang động rộng lớn lạnh giá sâu thẳm xa xa một thân ảnh quỷ mị nhanh chóng xuất hiện đây là một người da màu xám bạc không có một sợi tóc trên trán mọc hai sừng cong đen dữ tợn đôi mắt đang ngắm ghía la phong như một con sư tử đang nhìn con mồi cả người tự động có một loại khí tức tà ác ngươi một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc chính lại có thể giết chết vũ giả cấp vực chủ cấp ba giới chủ gia xám bạc lạnh lùng nói xem ra có bảo vật trong người rồi. La Phong lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Vèo. La Phong chạy rất nhanh. Muốn trốn. Giới chủ gia xám bạc nhanh chóng đuổi theo. Ba ba tháp, người này thực lực như thế nào? La Phong vừa chạy rất nhanh, vừa nhanh chóng hoán đổi thành phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc bộ dáng biến ảo giống như thổ dân mà La Phong ngụy trang lúc này. Giới chủ bậc năm, Ba ba tháp nói. À, mới là giới chủ bậc năm. Trên mặt ma sát tộc La Phong khẽ mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm âm lãnh vang vọng bên tai La Phong bóng người cơ hồ đồng thời đã tới phía trước La Phong. Còn ma sát tộc La Phong lại quỷ dị lắc mình, cố tình chậm lại, sau đó tiếp tục lướt đi, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một khẩu súng phóng xạ kết cấu nhìn như rất đơn giản. Súng phóng xạ cấp E9 Khẩu súng phóng xạ của tộc cơ giới vốn có phong cách rất đơn giản. Ra là vũ khí ngươi dùng để giết chết cấp vật chủ bậc ba. Xem ra là súng phóng xạ, ha ha, đây là vật quý hiếm đó. Thanh âm giới chủ gia màu xám bạc vang vọng, rồi vẫn lao thẳng tới La Phong, tốc độ nhanh kinh người vèo. Thân hình phân thân ma sát tộc gặp lại rồi lóe lên, dễ dàng né tránh cú chụp này. Vì thế, giới chủ gia màu xám bạc biến sắc vừa rồi ma sát tộc La Phong vừa gặp lại rồi lóe lên, đã triển lộ bộc phát tốc độ thời gian ngắn rất mạnh. Quả thực nhanh tới khó tin. Hắn đường đường là một cường giả giới chủ cấp 6 mà không thể đuổi theo. Tiếp. Đèn đỏ cảnh báo súng phóng xạ cấp E9 đã tắt, đèn xanh sáng lên. Không một giây đã qua. Chuẩn bị năng lượng xong. Phốt. La Phong nhẹ nhẹ ấn cái nút, lạnh lùng nhìn giới chủ đang nổi điên, môi khẽ giật giật, nói ra mấy chữ chết đi ánh sáng trắng chói mắt đến cực hạn trong nháy mắt xuyên qua tên giới chủ sau đó xuyên qua vách núi đá phía sau tầng băng trong nháy mắt bị hòa tan sôi trào thành khí vách đá màu đen cũng nứt ra đồng thời cả hang động âm u từ nhiệt độ siêu thấp lúc trước trong nháy mắt đạt tới nhiệt độ siêu cao biên độ biến hóa nhiệt độ khổng lồ làm hàng khí ở các khu vực khác tràn ngập tới chẳng mấy chốc chung quanh lại hoàn toàn lạnh giá Trăng rắc. Trăng rắc. La Phong đạp trên một vài mẫu băng vụn, đi tới cạnh thi thể cơ hồ hoàn toàn khí hóa. Thi thể đó lúc này chỉ còn lại có một vài mảnh chiến giáp vụn. Địa ngục không cử ngươi lại vào, chết như vậy sao trách được ai? La Phong ngồi xổm xuống, nhanh chóng tìm được không gian giới chỉ do giới chủ để lại, niệm lực xông thẳng vào, nhìn một chút, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha! Ngươi chẳng những đi tìm cái chết, còn đưa cả tiền nữa. Giới chủ quả là giới chủ. Quả rất nhiều hắc sắc lệnh bài. La Phong vui sướng vô cùng, thu một đống hắc sắc lệnh bài vào không gian giới chỉ của mình. Có một đống hắc sắc lệnh bài này, ta thu thập tổng số đã trên 9.800 hắc sắc lệnh bài rồi, chỉ thiếu chút nữa là đủ một vạn. Trước khi nhận truyền thừa ma âm thần tướng, La Phong tìm được rất nhiều hắc sắc lệnh bài rồi, gần 8.000 khối hơn nữa vừa rồi lại thu hoạch thêm, cộng lại, đã tiếp cận một vạn khối rồi. Chỉ thiếu trên 100 khối. 100 khối hắc sắc lệnh bài cũng dễ thu thập thôi. Tùy tiện gặp phải một tên vực chủ bậc 8 bậc 9 là có thể tập hợp đủ rồi. La Phong cảm thấy rất sung sướng, bắt đầu dựa theo bản đồ lộ tuyến ly khai. Trên đường ly khai, cũng gặp hơn 10 người. Với thực lực bản tôn người địa cầu của La Phong triển lộ ra cấp vũ trụ bậc chính, bích sát dẫn đến không ít vực chủ thổ dân sông tới giết la phong tự nhiên là toàn bộ bị la phong dễ dàng giải quyết cũng làm số hắc sắc lệnh bài của la phong thu thập tự nhiên lên tới mức trên vạn khối ha ha rốt cục cũng ra rồi ly khai siêu mê cung ma âm sơn rồi la phong cười lớn bay thẳng ra cửa hang động ngoài cùng ma âm sơn bên trong ma âm sơn luôn có hoàn cảnh một tầng băng đá khi la phong bay ra khỏi động khẩu ngoài cùng liếc mắt đã thấy xa xa hư không vô hạn, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng khoan khoái, tự tại. Ra rồi. Hành trình ma âm sơn, xem như kết thúc. La Phong quay đầu liếc nhìn ma sơn khổng lồ nhìn không tới cuối, thầm cảm thán. Lần này mình tới ma âm sơn đã có thu hoạch đích xác kinh người. Truyền thừa ma âm thần tướng, làm cường độ chấn phúc niệm lực mình đạt tới trên 3.200. Còn rất nhiều tinh thần niệm sư thì bình thường cực hạn cũng vẻn vẹn vẻ chỉ là 100. Bản công thiên địa tu luyện đại thành cũng chỉ tăng sức mạnh đạt tới 27 lần mà thôi. Truyền thừa này là vật báo vô giá. Đáng tiếc thực lực ta quá yếu. Linh hồn có thể chịu được truyền thừa quá ít. Nếu như ta là giới chủ đỉnh cao, rồi phục dụng kim hồn quả, e rằng có thể vọt tới giai đoạn 2. Một khi bước vào cầu thang giai đoạn 2 e rằng có thể thấy được điện phủ ở cuối giai đoạn rồi, trong lòng La Phong rất chờ mong khát vọng. La Phong lúc đó khi ở mức chừng 1 phần 10 giai đoạn đầu tiên, đã thấy xuất hiện điện phủ của giai đoạn đầu tiên. Dựa theo La Phong đoán, khi mình lên tới khoảng 1 phần 10 cầu thang truyền thừa giai đoạn 2, sẽ thấy được điện phủ của giai đoạn 2. Chỉ khi điện phủ hiện thân, mình mới có thể tìm được bảo vật trong điện phủ. Đáng tiếc, ta vẹn vẹn chỉ đi đến điểm cuối cùng giai đoạn đầu tiên. Nếu có thể đi đến một phần mười giai đoạn 2, ta có thể dùng phân thân ma sát tộc đi lấy bảo vật trong điện phủ giai đoạn 2. Phục dụng xong, có thể tiếp tục tiến lên một bước dài. Khi La Phong nhìn lại ma âm sơn, trong lòng vẫn còn đang cảm thán, thì xa xa một tiểu đội nghi trượng ngân y đang nhanh chóng bay tới. Điện hạ La Phong điện hạ Đám nghi trượng ngân y vừa bay tới, cùng cung kính hành lễ. Có một tên nghi trượng ngân y vội nói, chúc mừng điện hạ ra khỏi ma âm sơn từng la phong gật đầu xin mời điện hạ theo chúng ta đội nghi trượng ngân y không dám chậm trễ chút nào trong khoảng thời gian gần đây tại ma âm sơn tổng cộng có hai điện hạ một là la phong một người khác là một điện hạ trong mạc thế bí cảnh nói về địa vị la phong đương nhiên phải cao hơn nhiều các nghi trượng ngân y cung kính dẫn la phong đi về phía quần thể cung điện dưới chân núi ma sơn La Phong Điện Hạ. Một luồng thân ảnh bạch y nhanh chóng bay tới. À, là ngươi, ất xương. La Phong liếc mắt đã nhận ra thanh niên áo bào trắng trước mắt, chính là người đã đón mình 12 năm trước, khi mình vừa tới Ma Sơn. Điện Hạ vẫn còn có thể nhớ tên ất xương này à, thanh niên áo bào trắng có vẻ rất kích động, đồng thời nói Điện Hạ vào Ma Âm Sơn suốt 12 năm, mà vẫn bình yên ra ngoài, thật là tài ba. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thanh niên áo bào trắng ớt xương trong lòng lại thầm nói. Phách du hầu biết La Phong còn sống ra ngoài e rằng sẽ rất mất hướng đây. Trong cung điện u lãnh, Phách du hầu ngồi trên vương tọa. Bất hữu lực của nàng không một tiếng động càng quét qua La Phong và thanh niên áo bào trắng ớt xương. Với kỹ năng đó, cho dù là ba ba tháp bằng vào dụng cụ cũng không hề phát hiện. Dù sao nói về thực lực. Phách du hầu cũng mạnh hơn hô diên bác năm đó một chút, huống chi phách du hầu lại chủ yếu nghiên cứu linh hồn. La Phong này mà vẫn còn sống thật. Ở ma âm sơn 12 năm, quả cũng có kỹ năng, phách du hầu nhẹ giọng nói, mắt lạnh như băng răng rắc. Bàn tay phải trong suốt giống như ngọc thạch bóc nát bấy tay viện vương tọa. Nhưng rồi sẽ có một ngày. Phách du hầu trầm giọng. Vì thế, phách du hầu biến sắc. Một vạn khối hắc sắc lệnh bài. La Phong lại thu thập tới một vạn khối hắc sắc lệnh bài sao? Phách Du Hầu cũng không bình đạm như lúc trước, mà đã hơi kinh sợ. La Phong đang vừa đi vừa nói chuyện với thanh niên áo bào trắng ất xương. Một vạn khối hắc sắc lệnh bài. Ất xương áo bào trắng vẻ mặt khiếp sợ nhìn La Phong. La Phong điện hạ thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài, còn khó hơn nhiệm vụ sinh tồn. Nhiều năm như vậy, rất lâu rồi không có điện hạ nào có thể thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài rồi cũng chỉ có mạc lạc điện hạ lúc trước mới từng hoàn thành. Mạc lạc. Là Phong nhướng mày, hắn cũng hoàn thành à. Muốn thu thập một vạn khối hắc sắc lệnh bài, phương pháp nhanh nhất là giết chết cường giả giới chủ. Còn cấp vũ trụ bậc chính đánh chết giới chủ, quả là một việc khó tin. Không thể chỉ dựa vào tự thân vũ lực. Bình thường đều phải dựa vào sinh mạng phụ trợ, hoặc vũ khí khoa học kỹ thuật mình bằng vào tổ hợp phân thân ma sát tộc và súng phóng xạ cấp cấp E9 mới hoàn thành. Vậy mạc lạc làm như thế nào? Đúng. Thanh niên áo bào trắng gật đầu lia lịa, mạc lạc điện hạ thật ra đã hoàn thành. Nhưng hắn chỉ ở ma âm sơn vẹn vẹn chỉ hơn 3 năm đã ra rồi. Tốc độ của hắn thật nhanh. La Phong cười dững dưng, muốn thu thập một vạn khối hắc sắc lệnh bài khó vô cùng. Ta cũng bỏ ra 12 năm mới thu thập thành công mặt lạc xem ra nhanh hơn ta về phương diện thu thập hắc sắc lệnh bài. Thanh niên áo bào trắng nói ngay, La Phong Điện Hạ có thể kiên trì 12 năm để thu thập hắc sắc lệnh bài, nghị lực rõ là kinh người, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hơi kinh thường. Vị thiên tài tuyệt thế La Phong Điện Hạ này quá coi thường tính mạng. Để thu thập hắc sắc lệnh bài, ở lại Ma Âm Sơn 12 năm. Ma Âm Sơn là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, thế mà ở trong tử địa tới 12 năm cho dù vận khí tốt đến mấy, cũng sẽ đụng phải giới chủ thổ dân, hoặc huyễn thú giới chủ. Thật không biết hắn sống sót ra sao. Thanh niên áo bào trắng ất xương thầm nói. Một lát sau, ất xương đưa La Phong tới một tòa cung điện. La Phong điện hạ, vì ngươi tìm được một vạn khối hắc sắc lệnh bài, do đó tự nhiên có thể được thưởng lớn. Phần thưởng lớn này, sẽ do thiên vũ vương, đại diện công ty vũ trụ giả định chúng ta đóng quân tại đây tự mình đưa cho ngươi ất xương cười khẽ nói xin ngươi chờ cho một chút ta đi thông bẩm đợi thiên vũ vương tới gặp ngươi hiểu rồi la phong gật đầu đưa mắt nhìn theo ất xương rời đi trong lòng la phong lại thầm kinh hãi thiên vũ vương sao đi theo sư phụ chân diễn vương nhiều năm la phong cũng nghe nói qua về tên một vài siêu tồn tại trong những bất hủ cấp phong vương cũng chia ra cao thấp còn trong đó có rất ít tồn tại đã rất tiếp cận với cấp độ vũ trụ quốc chủ rồi. Tỷ như sư phụ mình chân diễn vương. Còn Thiên Vũ Vương chính là một cái tên mà mình sư phụ từng nhắc tới, cũng đặc biệt tán dương. Trong bất hữu cấp phong vương. Có thể làm chân diễn vương không làm gì được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thiên Vũ Vương chính là một trong số đó. Dựa theo sư phụ nói, Thiên Vũ Vương sở trường về hai đại quy luật không gian, thời gian hắn là một siêu tồn tu luyện vũ trụ hỗn độn bia tại. Đến cả sư phụ cũng không nắm được hắn. Trong công ty vũ trụ giả định có địa vị cực cao, La Phong thầm chờ mong, muốn thấy vị nhân vật truyền kỳ này. So với chân diễn vương, thiên vũ vương là những tồn tại truyền kỳ, mông thương vương còn kém hơn nhiều. Một lát sau, La Phong điện hạ, thiên vũ vương đại nhân đang đợi ở vũ hoàng điện của ngài. Thanh niên áo bào trắng ớt xương cười nói, Xin mời điện hạ đi theo ta." Từng La Phong gật đầu, lúc này đi theo thanh niên áo bào trắng ớt xương phi hành trong quần thể cung điện Ma Sơn dưới chân núi. Phi hành ước chừng 2 phút, đã đi tới một cung điện nguy nga khổng lồ cao ước 10 vạn km. Ngoài cung điện cơ hồ hơn phân nửa là diện tích chỉ dùng để điêu khắc một con chim tướng mạo quái dị. Con chim có 3 lớp cánh, 3 mắt, đỉnh đầu có vương miệng bằng lông chim. Đặc biệt là con mắt mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bức điêu khắc khổng lồ, nhưng mắt của con chim điêu khắc vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh hãi. Điện hạ đi vào đi. Qua nơi này rồi thì ta không thể bồi điện hạ được nữa. Thanh niên áo bào trắng ớt xương đứng ngoài cung điện. Còn ngoài cung điện, đám thủ vệ mặt kim giáp đều nhất tề tránh ra. Đám thủ vệ có hơn một ngàn người, lại có tới mười thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ đứng canh gác ngoài cung điện. La Phong cảm thấy khó tin. bình sư phụ chân diễn vương, cũng không ghê gớm như vậy. Hơn nữa thần linh bất hủ bình thường cũng có kiêu hãnh. Cho dù thần phục một tồn tại mạnh mẽ, nhưng nếu bị ra lệnh cho trong cửa, bình thường sẽ không đồng. Trừ phi vài nguyên nhân đặc thù. La Phong lúc này bước vào bên trong vũ hoàng điện. Tầng thứ nhất chủ điện trong vũ hoàng điện. Sừng sững nguy nga, huy hoàng lộng lẫy vô cùng trong cả chủ điện chủ yếu là hai màu là màu hoàng kim và màu đen như mực vèo la phong hóa thành một luồng hào quang phi hành vào trong chủ điện phi hành một lát nhìn thấy thân ảnh chói mắt ngồi trên vương tọa cùng với rất nhiều thân ảnh ngồi dưới ở đại điện bái kiến thiên vũ vương la phong không mình hành lễ chân diễn nhận được một hảo đồ đệ thanh âm thân ảnh trên vương tọa vừa nói cả đại điện đều vang vọng chủ điện này cũng phải dài rộng gần 10 vạn km. Theo lý thuyết thanh âm muốn truyền bá cũng cần rất lâu. Nhưng thân ảnh chói mắt vừa mới mở lời, lại truyền ra khắp cả chủ điện. La Phong lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh chói mắt trên vương tọa. Hắn có mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt là hiện ra sắc xanh lam, song con mắt giữa ấn đường hắn lại có đồng tử màu hoàng kim. Cái mũi cao, môi rất mỏng, nhưng khi đôi mắt nhìn xuống phía dưới, lại làm La Phong khi nhiều hắn, có một loại cảm giác đối mặt với vũ trụ tinh không vô hạn. Đây là sự cao quý tự nhiên. Vô hình trung khiến cho người ta phải thần phục. Nhân vật đáng sợ thật, không hổ là tồn tại vĩ đại kề vai với sư phụ ta. La Phong thầm kinh hải nhân vật cỡ chân diễn vương, thiên vũ vương đã rất tiếp cận với vũ trụ quốc chủ, cho dù ở công ty vũ trụ giả định, cũng sẽ không ở dưới trướng bất kỳ một quốc chủ hoặc tôn giả nào. Bên cạnh, La Phong lướt mắt nhìn. Dưới đại điện, hai bên đang ngồi chừng 24 người. Tướng mạo khác nhau, hoặc là cao lớn lực lưỡng, hoặc là yêu mị, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng căn cứ La Phong vì ở trong hỗn độn thành trường kỳ, chơi với các sư huynh đệ, nên cảm giác phán đoán, 24 người trước mắt, theo đánh giá của hẳn đều là thần linh bất hủ. Lấy ra một vạn khối hắc sắc lệnh bài của ngươi đi. Người ngồi trên vương tọa chói mắt nói. Dạ. La Phong vung tay lên, nhất thời bên cạnh hắn xuất hiện một đống hắc sắc lệnh bài. "Từng, dựa theo quy củ Ma Sơn, ngươi đã có thể thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài, có thể tìm được một phần thưởng." Thiên Vũ Vương nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé phía dưới, nói lạnh lùng, "Ta bây giờ cho ngươi lựa chọn ba phần thưởng, ngươi chỉ có thể chọn ra một phần." Vừa nghe thế, phía dưới 24 cường đại thần linh bất hủ đang ngồi cơ hồ mỗi người đều hơi biến sắc nhưng họ chẳng ai dám lên tiếng. Phách Du Hầu trong số 24 thần linh bất hủ này thầm nghĩ trong lòng, đại nhân Thiên Vũ Vương sao thế? Bình thường không phải ban cho một phần là được ra sao, sao lần này lại cho tiểu tử này lựa chọn cơ hội? Phách Du Hầu trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không dám tỏ ra bực tức. Thiên Vũ Vương bá đạo, một khi đối lập với hắn, kết quả rất có thể là tử vong, bản thân La Phong cũng không biết, bình thường thì vẹn vẹn chỉ cho một phần thưởng hắn còn tưởng rằng lựa chọn ba phần thưởng là một việc rất bình thường. Ba phần thưởng La Phong có vẻ hơi chờ mong nhìn về phía đại điện, nơi thiên vũ vương đang ngồi trên vương tọa. Đầu tiên phần dũng loa giáp, giáp vỏ ốc, thiên vũ vương trên vương tọa từ từ nói, dũng loa giáp thuộc loại chiến giáp mà các thần linh bất hủ cũng tương đối thích. Quy lực phòng ngự rất không tệ, nếu là cấp giới chủ bậc một bậc hai mà sử dụng dũng loa giáp, cũng có thể chống đỡ được các loại công kích không vào linh hồn của nhân vật dưới bất hủ mà không bị thương ngươi là tinh thần niệm sư nên trọng thị về phòng ngự vật chất hơn nên bộ chiến giáp này tương đối thích hợp cho ngươi la phong nghe mà thầm khiếp sợ giới chủ bậc một mặt chiến giáp đó có thể chống cự tất cả công kích không phải linh hồn dưới bất hủ sao lại là chiến giáp mà các thần linh bất hủ đều thích ba ba tháp cũng nói với la phong trong ý thức là phong sư phụ ngươi năm đó mãi sau khi ma vân đằng lột xác đạt tới bất hủ xong mới không cần dùng chiến giáp loại như dũng loa giáp ấy nữa nếu không cho dù là đối với sư phụ ngươi thì dũng loa giáp cũng rất không tệ rồi đấu giá dũng loa giáp bình thường cũng phải tới 80 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên la phong giật bắn người 80, 100 vạn đơn vị hỗn nguyên Giá trị của Hắc Long Sơn tinh vực cũng ở chừng 30, 100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Một kiện chiến giáp còn đắt hơn một tinh vực mênh mông. Phần thứ hai là một khối cứu viêm hư không kim lớn bằng bàn tay nặng ước 3.1 tấn. Thiên Vũ Vương trên vương tọa tiếp tục nói, cứu viêm hư không kim là một vật liệu rất trân quý để chế tạo binh khí. Trước khi ngươi tới bất hủ, có thể mua một vài binh khí niệm lực. Nhưng sau khi trở thành bất hủ, lại yêu cầu căn cứ vào bí pháp mình sáng chế mà chế tạo ra một binh khí thích hợp nhất cho mình, cứu viêm hư không này, thuộc loại vật liệu chế tạo binh khí cực kỳ quý hiếm. La Phong chớp mắt. Một khối vật liệu lớn bằng bàn tay. Phần thứ ba là tiền mặt. Thiên Vũ Vương trên vương tọa nói, giá dũng loa giáp, cứu viêm hư không kim đều chừng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên. Do đó, phần thưởng thứ ba chính là 50 vạn đơn vị hỗn nguyên tiền mặt nếu hai thứ đầu mà ngươi không hài lòng vậy có thể lựa chọn lấy tiền ngươi sau này tự mình đi mua những gì mình cần ba cái chỉ có thể lựa chọn một thôi thiên vũ vương nhìn xuống la phong chọn đi các bất hủ cấp phong hầu nổi danh khác dưới đại điện đều biến sắc mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ họ theo thiên vũ vương đóng quân tại đây lâu lắm rồi đã lâu rồi gặp thiên vũ vương nói chuyện nhiều như vậy thưởng tuy lớn Kỳ thật bình thường cứ trong phạm vi mà công ty vũ trụ giả định quy định mà tùy tiện lấy ra một phần thưởng là được, rồi cho những điện hạ đã thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài đó đi ra ngoài. Nhưng lần này, đầu tiên Thiên Vũ Vương xuất ra ba phần thưởng, mỗi cái đều rất kinh người. Dũng loa giáp, vội thần linh bất hủ cũng tranh giành. Nếu La Phong sử dụng, có thể xài một mạch tới lúc thành thần linh bất hủ. Cứu viêm hư không kim, còn trân quý hiếm thấy hơn nữa đến cả Thiên Vũ Vương cũng đã nói rất trân quý, cực kỳ quý hiếm. Khối vật liệu vẹn vẹn chỉ lớn bằng bàn tay, đã đắt tới mức như vậy. Cuối cùng là tiền mặt. Kỳ thật so ra, tiền mặt là thứ yếu nhất trong ba cái này. Nhưng không nghe thấy Thiên Vũ Vương nói sao mấy thứ đầu mà không muốn, thì có thể cầm tiền mặt ra ngoài mua những gì mình cần. Đây quả thực hoàn toàn nghĩ cho La Phong. Họ rất ít khi nhìn thấy Thiên Vũ Vương khách khí đối đãi với người như vậy ba ba tháp ta nên chọn cái nào đây la phong hỏi mặc dù trong lòng có cũng đã có phán đoán nhưng kiến thức mình dù sao cũng ít kiến thức ba ba tháp rộng hơn nhiều dũng loa giáp tạm thời không cần dùng bởi vì chúng ta có thể đào tạo ma vân đằng rất nhanh tiến tới cấp giới chủ đào tạo tới giới chủ bậc chính cũng không khó về phần tương lai trở thành thần linh bất hủ đợi thành thần linh bất hủ lấy bối cảnh của ngươi và được công ty vũ trụ giả định trọng thị, phỏng chừng sẽ dùng chiến giáp tốt hơn cả dũng loa giáp. Hơn nữa ngươi một khi tìm được biện pháp làm ma vân đằng trở thành bất hủ, thì càng không cần phải dùng dũng loa giáp nữa. Về phần tiền mặt, cũng không cần. Vì ngươi đã có toàn bộ tài sản sư phụ để lại, đều đang ở tài khoản ngân hàng. Chỉ cần ngươi dùng thân phận cấp vực chủ đi vào vũ trụ, tới bất kỳ một ngân hàng tinh hà vũ trụ tinh vực nào, cũng có thể lấy được di sản sư phụ cho ngươi. Như vậy, ngươi cũng không thiếu tiền bạc. Đối với ngươi kỳ thật cái quan trọng nhất chính là Cứu viêm hư không kim. Thiên Vũ Vương mặc dù nói Dũng Loa Giáp và khối Cứu viêm hư không kim đều có giá trị 50 vạn đơn vị Hỗn Nguyên. Nhưng ta phải nói rõ, Thiên Vũ Vương địa vị vô cùng lớn, do đó hắn có thể dùng 50 vạn đơn vị Hỗn Nguyên mua được Dũng Loa Giáp và Cứu viêm hư không kim. Còn trên thực tế Dũng loa giáp lúc trước như ta đã nói, đấu giá vào khoảng 80 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn cứu viêm hư không, khi đấu giá phải tới 150, 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Ba ba tháp nói ngay. Cứu viêm hư không kim, tại sao đắt hơn dũng loa giáp nhiều vậy? Còn thiên vũ vương, lại có thể dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên đã mua được. La phong nghi hoặc. Bởi vì, cứu viêm hư không kim thật sự quá hiếm cơ hồ bị một vài siêu tồn tại lũng đoạn. Ba ba tháp liền nói, cái nào hiếm thì quý. Có lẽ đối với thiên vũ vương, hắn có thể mua được khá dễ. Nhưng đối với các bất hủ khác thần, cho dù nguyện ý ra giá cao gấp đôi, cũng căn bản mua không được. So sánh tương quan, dũng loa giáp dễ mua hơn cứu viêm hư không kim nhiều. Hơn nữa, La Phong ngươi khẳng định phải tự nghĩ ra một bộ bí pháp thích hợp nhất cho ngươi đây là con đường mà bất kỳ một cường giả nào cũng đều đi. Hơn nữa bình thường khi tới giới chủ đỉnh cao, sẽ bắt đầu sáng tạo ra bí pháp. Lúc sáng tạo bí pháp, đã có thể bắt đầu thu thập vật liệu chế tạo binh khí cho mình rồi. Ba ba tháp nói. Thiên vũ vương quăng ra ba phần thưởng, đích xác, làm 24 bất hủ cấp phong hầu phía dưới nghi hoặc vạn phần. La phong rốt cuộc có bối cảnh gì, lại làm cho thiên vũ vương khách khí như vậy đồ đệ chân diễn vương không đến mức phải như vậy dù sao nếu nói về địa vị thiên vũ vương cũng chênh lệch không đáng kể với chân diễn vương căn bản không cần phải mượn đó để giao hảo với chân diễn vương hơn nữa với tính cách thiên vũ vương hắn vô cùng kiêu ngạo ngay cả một vài vũ trụ quốc chủ hắn có đôi khi cũng không quan tâm nhiều có lẽ vũ trụ quốc chủ mạnh hơn hắn nhưng khi thiên vũ vương thi triển ra bí pháp mạnh nhất thì còn chuyên tâm bỏ trốn thì các vũ trụ quốc chủ cũng rất khó giết chết được Thiên Vũ Vương. Kỳ thật trong vũ trụ mênh mông, những bất hữu cấp phong vương được gọi là vô cùng tiếp cận với vũ trụ quốc chủ, thì khi chính diện chiến đấu, có lẽ cũng không phải là đối thủ của vũ trụ quốc chủ. Nhưng mỗi người đều có đại thần thông và năng lực tung hoành vũ trụ. Ít nhất cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Đây cũng là nguyên do tại sao họ không cần dựa vào các vũ trụ quốc chủ. Thiên Vũ Vương đại nhân ta nguyện ý chọn lấy phần thưởng thứ hai cứu viêm hư không kim. La Phong cung kính nói. Hừ. Phách du hầu dưới đại điện khẽ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh, tiểu tử này mới là cấp vũ trụ bậc chính lại có thể biết được cứu viêm hư không kim là thứ tốt nhất. Hừ, e rằng cũng lại gặp vận cướp chó rồi. Phách du hầu rất ghét La Phong. Ha ha, trên đại điện, thiên vũ vương khó kìm được phát ra tràn cười vang dội, khối cứu viêm hư không kim này cho ngươi tiện tay ném qua nhất thời một khối tinh thể gần như hoàn toàn trong suốt chỉ là thoáng có những vằn kim sắt trong nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện thẳng trước mặt la phong trời thuấn di la phong cả kinh hắn đã thấy rất rõ tinh thể đó chính là sau khi từ tay thiên vũ vương bắn ra chợt hư không tiêu thất rồi sau đó lại chợt xuất hiện trước mặt mình cho dù lấy cảm ứng của mình về không gian vũ trụ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được sóng không gian rất yếu ớt. Hoàn thành ma sơn nhiệm vụ, ngươi hẳn là về lại nguyên thủy bí cảnh chứ. Thiên vũ vương trên đại điện nói. La Phong không quan sát khối cứu viêm hư không kim trân quý này nữa, lập tức thu ngay vào không gian giới chỉ, sau đó cung kính nói, dạ, mặc dù gia nhập vào nguyên thủy bí cảnh mấy năm, nhưng vì luôn ở ma sơn, do đó luôn không đi tới nguyên thủy bí cảnh, từng an bài phi thuyền vũ trụ chở ngươi trở về, sẽ đưa thẳng ngươi tới nguyên thủy bí cảnh. Thiên vũ vương nói xong liền hư không tiêu thất khỏi trên vương tọa, một lát sau. La Phong đáp chiếc phi thuyền vũ trụ do thiên vũ vương chuyên môn an bài ly khai khỏi Ma Sơn. Khi bay cách Ma Sơn một khoảng, tới một vùng không gian gần đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu tiến hành gia tốc, tiến hành xuyên toa vũ trụ. Thiên vũ vương quả thật khách khí. La Phong ngồi trong khoang nghỉ ngơi, Lật xem mảnh kim loại lớn bằng bàn tay nặng cả tấn, trong suốt như thủy tinh. Có khi còn trong hơn cả thủy tinh. Nếu không chú ý thì căn bản tưởng được được lẫn trong vùng trong veo đó còn có lẫn vài sợi tơ kim sắc mỏng manh. Vuốt khối cứu viêm hư không kim, La Phong cảm giác được chung quanh không gian thoáng chấn động theo. Kim loại rất lạ. La Phong rất thán phục. Lúc này ý thức đã nối vào mạng vũ trụ giả định, phát sóng một tin nhắn cho mình sư phụ chân diễn vương, nói là lần này tại ma sơn được thưởng cứu viêm hư không kim đương nhiên cũng nói về toàn bộ quá trình vì la phong cũng nhận thấy thiên vũ vương thật sự rất hữu hảo chỉ một lát sau la phong đã nhận được một tin nhắn do sư phụ hồi âm la phong mở ra xem vi sư từng cứu tính mạng của thiên vũ vương nhưng việc này trong vũ trụ rất ít người biết ngươi cũng đừng ngoại truyền thiên vũ vương rất giữ thể diện ngươi nể mặt hắn hắn sẽ nhớ hơn thập phần. Sư phụ, ghê thật. La Phong trừng mắt. Nguyên lai like là như vậy. Bình thường người càng kiêu ngạo, càng không muốn thiếu nhân tình của người khác. Huống chi là ân cứu mạng. Sư phụ ta ngay thẳng nóng nảy, nghe nói đắc tội với không ít người. Lúc trước sư phụ còn bảo ta khi tới vực chủ, đảm nhiệm chức đại quan biên giới, luôn luôn phải cẩn thận nhưng bây giờ xem ra, sư phụ mặc dù có một vài địch nhân ẩn giấu, nhưng cũng có một vài bằng hữu. Hơn nữa lại có bằng hữu lợi hại như vậy. La Phong cười cảm thán. Thời gian trôi qua. Qua ba tháng, chiếc phi thuyền vũ trụ này mới rốt cục tiến vào nguyên thủy bí cảnh, xuyên toa vũ trụ trở lại nguyên vũ trụ xong, phi hành một ngày, mới đến nơi sinh sống của đám thành viên trung tâm nguyên thủy bí cảnh. La Phong điện hạ, phía trước chính là khu 113, nơi điện hạ sống. Một nam tử có cánh màu bạc cao lớn, từ xa chỉ vào ngoại cảnh giả định, chỉ cho La Phong thấy một dãy những ngôi sao lấp lánh trong hư không. 136 ngôi sao khổng lồ, trong hư không không ngừng vận chuyển, quỷ tích huyền diệu vô cùng. La Phong nhìn một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh lúc trước thiên thực cung chủ dùng chính tinh cầu lửa đen diễn luyện quy luật không gian. Hơi giống. La Phong thoáng cảm giác được quỹ tích di động của dãy tinh cầu đó ẩn chứa một vài huyền diệu. 136 vì sao này, tự hình thành một thời không. Điện hạ sinh sống trong đó vô cùng an toàn. Cho dù là loại cỡ như cường giả vũ trụ quốc chủ, cũng không thể xông vào thời không này đâu. Nam tử có cánh màu bạc cười giải thích, đây là do công ty vũ trụ giả định kiến tạo riêng cho những điện hạ các thế hệ, La Phong cảm thấy khiếp sợ. 136 tinh cầu, thành một thời không. Trong hư không, 136 tinh cầu đang không ngừng vận chuyển với quỹ tích vô cùng huyền diệu, kéo theo cả hai quy luật bản nguyên lớn nhất trong vũ trụ là quy luật thời gian và quy luật không gian, là 136 tinh cầu đó biến cả một khoảng hư không tự hình thành một thời không, mặc dù mắt thường còn có thể thấy, nhưng trên thực tế mắt thường lại chỉ thấy những ảo ảnh. ầm ầm trong hư không xuất hiện sóng không gian, một chiếc phi thuyền vũ trụ hoa lệ toàn thân kim sắc, dài chừng hơn một ngàn thước chợt xuất hiện. Cám ơn chư vị, thay mặt ta cám ơn thiên vũ vương đại nhân nhé. Cửa khoang chiếc phi thuyền mở ra. La Phong và đám người nam tử cánh bạc cáo biệt, lập tức hóa thành một luồng hào quang bay thẳng về phía chiếc phi thuyền vũ trụ toàn thân kim sắc. Hai chiếc phi thuyền cách nhau vẻn vẹn chỉ trên vạn km. La Phong lướt gió bay qua, nháy mắt đã đến cửa chiếc phi thuyền kim sắc hoa lệ. Ở cửa có ba cường giả đang đứng sôi sục khí tức quy luật trong ba người này la phong chỉ biết có một nam từ đầu trọc địch luân điện hạ địch luân hô địch luân la phong cười gật đầu la phong điện hạ hoan nghênh ngươi tới tới đệ cửu thời không của nguyên thủy bí cảnh hai cường giả bất hủ đang đứng có một nữ tử có tóc dài màu bạc con ngươi màu bạc đi chân trần trông tuyệt đẹp đang cười khẽ nói đệ cửu thời không cũng gọi tắt là cô thần thời không là nơi tất cả các điện hạ mọi thế hệ sống. Xin mời điện hạ tiến vào phi thuyền. Ta đưa điện hạ tới chỗ ở, La Phong mỉm cười gật đầu, đi vào chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này thuần túy chỉ dùng để đón người. Do đó bố trí cực kỳ xa xỉ, xa xỉ, nhưng những phú hào bình thường trong vũ trụ căn bản không nhìn chỗ xa hoa. Mà cỡ như La Phong, vốn có truyền thừa ký ức, đã từng quan kháng bảo khố, mới có thể hiểu được bố trí của chiếc phi thuyền này xa xỉ như thế nào trong đại sảnh phi thuyền tiếp khách mấy người la phong đều đang đứng nhìn cảnh sắc hư không ngoại giới ầm phi thuyền khởi động chẳng mấy chốc đã xuyên toa về đệ cửu thời không chật la phong khiếp sợ phát hiện lúc trước mình chỉ có thể quan kháng được 13 tinh cầu không ngừng di động song khi chiếc phi thuyền này tiến vào vùng thời không đó la phong thấy rõ ràng 13 tinh cầu này chỉ ở bên bờ vùng thời không mà vận chuyển. Còn giữa trung tâm vùng thời không này lại là một đại lục vô cùng chói mắt. Cả đại lục này lơ lửng, có những tòa quần thể cung điện tinh mỹ. Thần kỳ quá! La Phong cảm thán. Vùng thời không này gọi là cô thần thời không. Phía trước vùng đại lục hư không cũng gọi là cô thần đại lục. Nữ tử con ngươi bạc tóc bạc mỉm cười giải thích. Nhìn từ ngoại giới, chỉ có thể thấy những tinh cầu ô thần. Lại căn bản không thể thấy được nơi quan trọng nhất là ô thần đại lục. Tất cả các điện hạ đều sống trên ô thần đại lục. Đương nhiên, phí tổn cao nhất của vùng thời không này chính là 136 tinh cầu ô thần. Nữ tử tóc bạc mắt bạc mỉm cười giải thích 13 tinh cầu ô thần đều do nhân công tinh cầu chế tạo. Viên tinh cầu nào cũng đều do công ty vũ trụ giả định ta bỏ ra rất nhiều tiền bồi dưỡng thành. Dù sao nơi này cũng là nơi các thế hệ điện hạ cư trú, nên việc an toàn là vô cùng trọng yếu, yêu cầu phải có phòng ngự mạnh ngăn chặn ngoại tộc tập sát các vị điện hạ. La Phong nín thở, nhân công chế tạo tinh cầu. Việc này thật ra cũng không khó. Có thể bảo là công ty vũ trụ giả định bỏ ra rất nhiều tiền, vậy quả là ghê gớm. 136 tinh cầu ô thần này tự động vận chuyển, cấu thành một phương thời không. Nữ tử tóc bạc con ngươi bạc có vẻ kiêu hãnh, bất kỳ ai muốn tiến công, hoặc tự tiện xông vào, đều sẽ bị cả vùng thời không này chống cự. Tất cả công kích đều sẽ chuyển sang 136 tinh cầu ô thần rồi mất tác dụng. Công kích của thần linh bất hủ căn bản không có ảnh hưởng gì lớn với một phương thời không này, cho dù là một đám vũ trụ quốc chủ, cũng đừng mong xông vào. La Phong thầm kinh hải, sự cường đại của công ty vũ trụ giả định, theo địa vị mình càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp xúc nhiều càng hiểu rõ ràng hơn như con thần thú cường đại trên đại lục huyết lạc cuối cùng cũng phải ngã xuống cả huyết lạc đại lục không phải đã bị giám thị sao như ma sơn ma âm thần tướng truyền thừa thật ra rất lợi hại nhưng năm đó tồn tại vĩ đại lưu lại truyền thừa mà đối mặt với công ty vũ trụ giả định không phải cũng lui bước sao cả đám bí cảnh vũ trụ bị chiếm cứ tộc nhân loại chính là một trong những tộc quần đỉnh cao của vô số tộc quần trong vũ trụ công ty vũ trụ giả định với tư cách là siêu thế lực của nhân loại vũ trụ đích xác có thực lực rất khó tin trong nguyên thủy bí cảnh ô thần đại lục của cô thần thời không đệ cửu thời không mỗi một vị điện hạ đều có thể được phân phối lãnh địa gần trăm vạn km cực kỳ rộng lớn địch luân thống lĩnh quân hộ vệ tự nhiên cũng ở trong lãnh địa của la phong khi la phong vào nhà xong chẳng mấy chốc đã cho ý thức nối liền với vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, vũ tương sơn khu nguyên thủy, trang viện La Phong trong tu luyện tràng. Khởi La Phong đứng trong tu luyện tràng rộng lớn, trường cung màu vàng sậm phía sau bắn ra ngàn vạn kim quang, đồng thời được niệm lực đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi của La Phong khống chế. Niệm lực, khống chế cực tinh diệu. Với tư cách là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư, có cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới trên 3.200 lần, sử dụng diễn thần binh quả là dễ dàng hơn nhiều. ầm, Chung quanh thiên địa biến sắc, hóa thành thế giới vô tận kiếm khí. Ngưng! La Phong nhẹ giọng nói. Nhất thời trước người La Phong nhanh chóng ngưng tụ ra một mũi kiếm màu vàng kim nhạt, sau đó tiêu tán luôn. Đồng thời cách La Phong chừng 500 thước, nơi đó đang nhanh chóng ngưng kết ra một sợi mũi kiếm màu vàng kim nhạt, vừa thành công là đồng thời tán loạn tan đi. Hơn nữa ngoài đó một km ngoại lại chợt kết xuất một sợi kiếm khí màu vàng kim nhạt. Chỉ thấy trong phạm vi thế giới kiếm khắp nơi đều tiêu tán đi. Kiếm khí, không chỗ nào không có mặt. Thế giới kiếm tầng thứ hai đâu đâu cũng có. Ha ha, La Phong miễn cười. Nhất thời cả thế giới kiếm chợt tiêu tán. Vô số kim quang nhanh chóng bay trở về trường côn màu vàng sậm sau lưng mình. Tại ma âm sơn 12 năm, cảm ngộ quy luật của ta tiến lên mặc dù không nhỏ, nhưng còn không đến mức có thể cho ta có thể làm cho thế giới kiếm đạt tới mức không chỗ nào không có. La Phong mừng thầm. Chấn phúc niệm lực trên 3.200, gấp hơn 32 lần cực hạn bình thường. Khống chế niệm lực vài chục lần, nên mới giúp ta dễ dàng thi triển kiếm khí đâu đâu cũng có. Nếu ta bây giờ đi sông lên thông thiên kiều tầng thứ 8, e rằng có thể thành công rồi rồi. La Phong thầm nghĩ. Bây giờ thiên tài cấp vũ trụ vẻn vẹn chỉ có phỉ thác, một người duy nhất vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8, còn mình vừa mới từ ma âm sơn ra, xuất truyền thừa của ma âm sơn lại bị người xa lạ chiếm trước. Lúc này căn bản không cần phải xông lên thông thiên kiều thì thiên hạ cũng đều biết, nên đối với mình cũng không có gì hay ho. Hơn nữa, có thực lực xông lên tầng thứ 8, không có nghĩa là phải lập tức xông lên cho dù đợi tương lai khi thực lực đủ cao, sau đó từ từ xông lên thông thiên kiều tầng thứ 8, tầng thứ 9. Cũng chưa muộn. Giống như lan nhân khắc la phu có thực lực xông vào tầng thứ 8, nhưng hắn căn bản không vội vã xông lên. Đi tới thư phòng. La Phong nhanh chóng ly khai luyện võ trường, hóa thành một luồng hào quang, thẳng từ trên cửa sổ sân thượng bay vào trong thư phòng. Ngồi trước bàn viết, La Phong nhìn màn hình laptop đang lật xem một vài tư liệu về nhiệm vụ cấp nguy hiểm, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Với tư cách là một thành viên nguyên thủy bí cảnh, La Phong bây giờ có quyền hạn tham khảo cao hơn rất nhiều, rất nhiều bí mật lúc trước không nhìn tới, bây giờ cũng có thể ra ra thấy được. Mỗi 100 năm nhiều nhất là nhận được 10 nhiệm vụ. 100 năm đó, chắc chính là khoảng cách giữa mỗi hai lần tư cách chiến, hát 100 năm. La Phong thầm nghĩ, trước khi tư cách chiến, trong vòng 100 năm kế tiếp, ta có thể nhiều nhất nhận 10 nhiệm vụ. Từng nhận hết mới được. Từ từ, đợi khi nguyên hạch đã đột phá tới cấp giới chủ, đến lúc đó, bản tôn người địa cầu của ta đã đột phá tới cấp vực chủ. Đối với La Phong thì bản tôn người địa cầu tùy thời có thể đột phá tới cấp vực chủ. Chỉ khi nào đột phá tới cấp vực chủ mới được công ty vũ trụ giả định phái ra ngoài, thường là phái về quốc gia vũ trụ quê nhà đảm đương chức đại quan bên ngoài mặc dù đảm nhiệm chức to có nhiều chỗ tốt nhưng rốt cuộc không thể có cơ hội theo đặc quyền của những thiên tài cấp vũ trụ nữa đó là nhận nhiệm vụ tu luyện ở lại cấp vũ trụ la phong cũng không nghĩ tới việc làm giống như những người khác dừng lại rất lâu ở cấp vũ trụ lấy tốc độ tiến hóa của kim giác cự thú ta căn bản không cần phải kéo dài thời gian la phong thầm nghĩ hơn nữa cảm ngộ quy luật dễ dàng nhất chính là giai đoạn giới chủ một khi kim giác cự thú đạt tới giới chủ, tốc độ cảm ngộ quy luật vũ trụ của ta sẽ bắt đầu tăng vọt, giới chủ là giai đoạn dễ dàng cảm ngộ quy luật nhất. Trong vũ trụ mênh mông, bình thường cường giả vực chủ có thể cảm ngộ được quy luật đã là thiên tài không tệ rồi. Song giới chủ có thể cảm ngộ quy luật thì căn bản là việc đương nhiên. Cho dù là ở Hắc Long Sơn tinh vực, trong phạm vi một tinh vực nho nhỏ cũng có không ít giới chủ cảm ngộ cực cao, được quy luật bản nguyên thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ cảm ngộ của giới chủ đích xác cực nhanh. Giới chủ cảm ngộ quy luật cũng có rất nhiều điều kiện thuận lợi, cũng là lý do vì sao thời gian giới chủ năm đó thà dừng lại ở giới chủ rất lâu, cũng không sốt ruột đột phá trở thành bất hủ. Do đó La Phong một khi bước vào giới chủ, đó mới là lúc hắn chính thức bộc phát. Hiển nhiên với diễn biến tốc độ của thể nội thế giới không ngừng thôn phệ kim loại, còn cách mức đạt tới giới chủ có 6-70 năm nữa mà thôi. Ừm. Tổng cộng có 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm trong nguyên thủy bí cảnh. Một hơi làm hết toàn bộ đi. La Phong tự tin 10 phần. Có súng phóng xạ cấp E9, còn có phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, việc hoàn thành nhiệm vụ cấp nguy hiểm, chỉ cần không chủ động muốn chết thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đợi làm xong nhiệm vụ cấp nguy hiểm, phải đi làm nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Nhưng có lẽ trong các nhiệm vụ có một vài đại kỳ ngộ đại bí mật. Nhưng mỗi một kỳ ngộ bí mật e rằng đều rất nguy hiểm. Lần trước ta ở Ma Âm Sơn may mắn thành công, nhưng tiếp theo lại không nhất định như vậy. La Phong thầm nhắc nhở mình, phải lượng sức mà làm, nhất thiết không được để giả tâm làm lòng tham làm mờ hai mắt. La Phong lần trước nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, cũng hiểu rõ, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tổng cộng có 18 nhiệm vụ trong đó có bốn cái trong bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Trong nguyên thủy bí cảnh có hai thế giới nhiệm vụ. Một cái xếp hạng đầu tiên, luyện ngục thâm nguyên. Điểm tích lũy thưởng nhiệm vụ này là 100 vạn điểm tích lũy. Vì cao nhất, nên cũng nguy hiểm nhất. Cái kia xếp hạng thứ sáu, mê tung tinh hệ. Điểm tích lũy thưởng là cho nhiệm vụ này 50 vạn điểm tích lũy. Hơi nguy hiểm hơn ma sơn một chút. Vài chục năm tiếp theo ta trước hết hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, sau đó tiếp nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mê tung tinh hệ. Mê tung tinh hệ cũng chỉ hơi nguy hiểm hơn ma sơn một chút. La Phong ngồi trước bàn viết, trong lòng có vạch ra kế hoạch rõ ràng. Một loạt nhiệm vụ này làm xong, thực lực của ta phỏng chừng sẽ được đề cao không ít. Tốt nhất là sau khi kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đột phá tới giới chủ, ta sẽ nhận luyện ngục thâm viên. La Phong khẽ gật đầu tất cả những việc này mà hoàn thành xong chính là lúc mình được công ty vũ trụ giả định cho ra ngoài trở thành đại quan bên ngoài la phong làm việc rất đơn giản lưu loát đã quyết định phải làm gì tự nhiên không lãng phí thời gian ngay trong ngày bắt đầu xin nhiệm vụ tu luyện cấp nguy hiểm la phong liên tục tiến hành những nhiệm vụ cấp nguy hiểm sáu cấp nguy hiểm đều ở trong nguyên thủy bí cảnh do đó bỏ ra thời gian ngồi trên phi thuyền bay trong vũ trụ tương đối ngắn tốc độ hoàn thành 6 nhiệm vụ không đồng nhất. Trong 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, La Phong đã phát hiện hai nhiệm vụ cấp nguy hiểm có manh mối ẩn chứa một vài đại bí mật. Thế nhưng, nguy cơ trùng điệp. Trong hai thế giới nhiệm vụ cấp nguy hiểm, một cái là duy tư tạp tinh, còn một cái là phế cư cổ thần điện. La Phong đều phát hiện ra đầu mối của đại bí mật, hắn cũng cẩn thận đi dò xét. Nơi thần kỳ nhất quan trọng nhất duy tư tạp tinh là tổ thần mộ những người thủ hộ ở đó là một đám thần linh bất hủ. La Phong sợ hãi căn bản không dám xâm nhập, vì một khi không cẩn thận bị bất kỳ một thần linh bất hủ nào phát hiện, cho dù La Phong có liều mạng, bằng vào kim giác cự thú cấp vực chủ bậc chính, chỉ một chiêu của thần linh bất hủ e rằng đã có thể đánh chết La Phong rồi. Còn nhiệm vụ bên ngoài phế khư cổ thần điện thì rất ít nguy hiểm. Mặc dù La Phong dễ dàng hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng bí mật ẩn chứa sâu trong đó, theo như la phong thăm dò thì phát hiện ra nguy cơ trùng điệp la phong sau đó dựa vào phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận xâm nhập vào cần phải nói bí pháp thiên phú phục chế của phân thân ma sát tộc đích xác rất nghịch thiên bằng vào chiêu này bản tôn la phong tránh ở bên ngoài cho phân thân ma sát tộc thẩm thấu vào tiến vào nơi nguy hiểm thật sự đúng là đoạt thịt trong miệng hổ cuối cùng đoạt được một cái lá cây có giá trị không thua gì cứu viêm hư không kim Lá cây này tên là tử thần bách lạc diệp, có không ít công dụng kỳ lạ. Tốt nhất là cho thực vật sinh mạng, cấp bất hủ, sử dụng, bình thường đấu giá phải trên 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên, sau khi vô cùng gian khổ đem một cái tử thần bách lạc diệp về, La Phong cũng sợ treo vào mầm tai vạ nào đó, lập tức ly khai phế khư cổ thần điện luôn. Tổng cộng mất 3 năm linh 6 tháng, hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, phát hiện hai manh mối bí mật ẩn chứa trong nhiệm vụ này, tổng cộng tìm được 95 vạn điểm tích lũy và một cái tử thần bách lạc dịp. Càng tìm được chỗ tốt từ nhiệm vụ tu luyện, càng làm cho người ta sinh ra, tham lam và giả tâm. Vì tân tân khổ khổ làm 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, cũng mới có được 95 vạn điểm tích lũy. Cho dù là đổi với giá cao nhất, một đơn vị hỗn nguyên đổi một điểm tích lũy, cũng chỉ tương đương với 95 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng vẹn vẹn chỉ một lần gặp đại kỳ ngộ đại bí mật, chiếm được một chiếc tử thần bách lạc dịp, đã có chừng 200 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Đủ để mua cả hắc long sơn tinh vực. La Phong, phát tài rồi. Tử thần bách lạc dịp đó, sư phụ ngươi năm đó muốn mua cũng chẳng có chỗ mà mua. Đợi Ma Vân đằng đột phá tới bất hủ, ngươi cho nó phục dụng tử thần bách lạc dịp, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nếu Ma Vân đằng tới giới chủ đỉnh cao, ngươi cho nó phục dụng tử thần bách lạc dịp, cũng có hy vọng 10% có thể đột phá tới bất hủ. Ba ba thác kích động vạn phần. Sở dĩ xác suất không quá cao, là vì tử thần Bách Lạc Diệp có công hiệu chủ yếu là thay đổi kéo cấu căn bản thân thể. Hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm xong, La Phong cần chỉnh đốn lại 3 tháng, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mê tung tinh hệ. Bất kỳ một thành viên nguyên thủy bí cảnh nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp 3 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. La Phong đã tiếp nhận một ma sơn, do đó còn có thể nhận hai cái nữa. Dựa theo kế hoạch của La Phong, trước hết nhận mê tung tinh hệ ít khó khăn hơn. Khó khăn thấp tự nhiên cũng chỉ tương đối thôi. Trong bản xếp hạng nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, luyện ngục thâm nguyên được xếp đầu, luyện ngục thâm nguyên, thật sự quá nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh trung bình có tỷ lệ tử vong là 90%. Nhưng luyện ngục thâm nguyên xếp hạng nhất lại có tỷ lệ hải nhân là 99%. Do đó biết bao nhiêu đời thiên tài, nhưng rất ít có người dám xông vào đó. Dù cho tự tin như La Phong. Cũng quyết định, đợi sau khi phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú đều đạt tới giới chủ, mới xông lên sau. Mê tung tinh hệ, là một tiểu khu vực mênh mông trong nguyên thủy bí cảnh, ước chừng tương đương với hệ ngân hà. Nhiệm vụ mê tung tinh hệ rất đơn giản, là nhiệm vụ sưu tầm. Sưu tầm được 39 viên tinh thạch, có thể đạt được 50 vạn điểm tích lũy. Nhiệm vụ sưu tầm vô cùng đơn giản. Kỳ thật yêu cầu nhiệm vụ tuyệt cảnh, cái nào cũng đều rất đơn giản. Có khi là nhiệm vụ sinh tồn, có khi là nhiệm vụ sưu tầm, ngược lại, các nhiệm vụ cấp nguy hiểm thì rất cực khổ, thường xuyên có thể thấy các nhiệm vụ yêu cầu săn giết, hoặc yêu cầu giết chóc mà đoạt được một vật phẩm, chủ yếu là cổ vũ việc giết chóc trong nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh nếu còn dám trắng trợn giết chóc thật là tìm chết la phong bắt đầu nhiệm vụ tuyệt cảnh mê tung tinh hệ vô cùng cẩn thận mê tung tinh hệ thật như kỳ danh là một siêu mê cung vì có kích cỡ sánh ngang với hệ ngân hà do đó còn to hơn ma sơn nhiều cho dù là thần linh bất hủ mất vài chục vạn năm e rằng cũng chỉ đi được một phần nhỏ trong mê cung chằng chịt này mà thôi một nơi rất kỳ diệu Bí mật ẩn chứa, căn cứ La Phong thăm dò phát hiện, hẳn là không chỉ có một chỗ. Mất suốt 5 năm linh 7 tháng, lang thang trong mê tung tinh hệ, La Phong cuối cùng thu thập đủ 39 viên tinh thạch, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng La Phong không vội vã rời đi. Mà cho bản tôn tránh ở một nơi tương đối an toàn, cho phân thân ma sát tộc đi tới một vài nơi nguy hiểm thăm dò. Ma sát tộc có năng lực thiên biến vạn hóa, đích xác rất thích hợp cho việc thám hiểm. La Phong hoàn thành ma âm sơn, tìm được một bộ phận của truyền thừa ma âm thần tướng, lúc này đã qua 11 năm rồi. Vũ trụ giả định, tiểu khu cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ta không tin. Ta không tìm thấy đại bí mật bên trong đại kỳ ngộ mê tung tinh hệ. Bản tôn ta bây giờ đang ở trong phi thuyền tộc cơ giới, đừng bên ngoài mê tung tinh hệ, ở một chỗ an toàn. Phân thân ma sát tộc xâm nhập sâu vào trong mê tung tinh hệ, tìm một vài chỗ bí mật, một năm không gặp, ta tìm mười năm, mười năm không được, ta tìm năm mươi năm. La Phong đi trên hành lang u tỉnh, trong lòng vẫn đang tự hỏi về việc mê tung tinh hệ. Mê tung tinh hệ không hổ là mê tung. Đồng thời cũng nguy cơ khắp nơi. Phân thân ma sát tộc đã chết sáu lần. Nhưng mỗi lần, La Phong đều mất chút năng lượng, trong thể nội thế giới một lần nữa ngưng tụ hình thành một phân thân ma sát tộc, chỉ cần nguyên hạch bất diệt, ba thân thể la phong đều sẽ không chết tam tử tam tử thanh âm vội vàng của lôi thần chợt truyền đến ngươi cuối cùng đã tới rồi nhị ca sốt ruột tìm ta như vậy làm gì la phong cười nhìn ra xa lôi thần một thân đầu trọc áo bào trắng đang vội vàng chạy về phía mình rốt cuộc có việc gì gấp nhắn tin cho ta bào là có một việc vạn phần khẩn cấp ta sợ quá lập tức chạy tới La Phong cười đi đến bên cạnh nhị ca lôi thần. Lôi thần và La Phong cùng đi trên hành lang, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong đình viện. Là có việc cấp thật. Trên mặt lôi thần cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Nói đi. La Phong đặt mông trên ghế trong đình viện. Có liên quan với đại ca. Lôi thần nói. Đại ca. La Phong cả kinh. Trong các loại việc phải xử lý, cả về phương diện làm người nữa, La Phong đều rất khâm phục đại ca Hồng. Theo La Phong, cho dù mình và lôi thần treo vào phiền phức gì đi nữa, đại ca Hồng cũng không thể có việc gì phiền phức mới đúng, nói, rốt cuộc là như thế nào. La Phong vẻ mặt ngưng trọng. Đại ca vốn là người như thế, không thể xảy ra việc gì được. Cũng đã rất lâu rồi không có sự cố gì. Nhưng một khi xảy ra sự cố, e rằng phải là đại sự. Việc này nói đến cũng buồn cười. Lôi thần lắc đầu thở dài một tiếng, được rồi, ngươi hẳn cũng biết, đại ca trong 10 năm gần đây luôn luôn ở tại càng vu vũ, vũ trụ quốc chứ. Ta biết. La Phong gật đầu. Lúc mình tư cách chiến, đại ca đã cùng sư phụ thời gian giới chủ lạc về tới càng vu vũ, vũ trụ quốc. Chỗ đại ca sống vài chục năm là ở khung vương tinh, một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất càng vu vũ, vũ trụ quốc. Lôi thần nói, ai có thể nghĩ đến việc vì hắn ở lại khung vương tinh, mà đại ca lại sinh ra cảm tình với một cô gái, nói đùa gì vậy? La Phong một giật mình. Đại ca Hồng và một cô gái sinh ra cảm tình. Thời kỳ đại niết bàn, thê tử Hồng đã chết. Thê tử chết sớm. Hồng vẫn luôn nuôi hai con không lớn, với địa vị quyền thế của Hồng trên địa cầu, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn lấy hắn. Phụ nữ dạng gì mà hắn không gặp qua. Huống chi, với cảnh giới tu tâm của đại ca Hồng, với trình độ cao hẳn người thường muốn chính thức làm hồng thích một người quả thực là một việc rất khó hiểu đây quả thực là ngạc nhiên còn hơn việc cây vạn tuế ra hoa nhiều ta cũng không rõ lắm nhưng đây là sự thật lôi thần cảm thán nói ngươi hẳn là biết tính cách của đại ca một khi quyết định việc gì dù cho toàn bộ người trong thiên hạ đều phản đối cũng không ảnh hưởng được tới hắn la phong gật đầu nhiều huyễn cảnh cũng không rung chuyển được tín niệm của mình, chứ đừng nói là Hồng. Hồng và cô gái đó đã sinh ra cảm tình. Nhưng mà, Khung Vương Tinh, với tư cách là một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất của càng vu vũ trụ quốc, là nơi tụ tập của quyền quý. Chỉ cần các gia tộc thần linh bất hủ có phân bộ ở đó, cũng phải tới mấy trăm nhà rồi. Lôi thần nhíu mày nói, còn với bối cảnh cô gái đó, gia tộc của cô gái đã cưỡng ép ngăn cản Hồng và cô gái được ở cùng nhau. Nói đùa gì vậy? La Phong trừng mắt. Ngưu Lan và chức nữ à? Trong vũ trụ, cho dù kia siêu đại gia tộc cao cao tại thượng, bình thường cũng không ngăn cản cảm tình. Ngược lại, nếu gặp phải một siêu cường giả, có thể đưa nữ tử gia tộc mình ra biếu. Vì huyết mạch của cường giả cũng sẽ rất mạnh. Việc này tạo thành tập quán trong vũ trụ. Nam nhân cường đại có thể cưới rất nhiều nữ nhân, nữ nhân cường đại cũng có thể cưới rất nhiều nam nhân. Trừ phi có vài nguyên nhân đặc thù. Tỷ Như, một thần linh bất hủ đột nhiên coi trọng một một nữ tử, nói rằng ta thích nữ nhân này. Lúc đó có thể vì sợ hãi thần linh bất hủ, tự nhiên gia tộc này sẽ không cho phép nữ tử đó ở với nam nhân khác. Nhưng loại tình huống này dù sao cũng rất ít. Tại sao lại ngăn cản? La Phong nghi hoặc hỏi chẳng lẽ là một đại nhân vật rất mạnh và quyền quý coi trọng nữ tử kia? Không phải, Lôi Thần lắc đầu. Ta không nghĩ có quan hệ tới việc này. Đại ca cũng nói không có việc này, thuần túy chỉ là gia tộc kia ngăn cản. La Phong nhíu mày nói, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi nói không có sức mạnh khác ngăn cản. Chỉ có gia tộc ngăn cản đại ca và cô gái kia ở cùng nhau phải không? Đúng. Lôi Thần gật đầu. Nguyên nhân từ đâu La Phong hỏi. Không biết. Lôi Thần lắc đầu, gia tộc cô gái cũng không muốn giải thích nguyên nhân với chúng ta. Gia tộc gì? Thần linh bất hủ sau lưng gia tộc là ai, có thể nói cho ta biết không? La Phong nhíu mày chuẩn bị điều tra một phen. Việc này đã liên quan tới đại ca Hồng, mình bất luận làm sao cũng phải hỗ trợ mới được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.